Anh nhìn đủ chưa? Sếp, cô có chuyện gì vậy? Thạch Cơ Bình, nhiệm vụ kiểm tra cô gái đó giao cho anh đấy. Sáng mai tôi muốn xem báo cáo. Sáng mai hả? Bây giờ sắp tan ca rồi. Sáng mai nếu tôi không thấy báo cáo thì đừng hòng nghỉ. Có gì ghê gớm đâu, chẳng phải cô có ông bố rất giỏi sao? Tối nay lại phải tăng ca rồi. Đã 400 năm rồi mà vẫn xinh đẹp như vậy. Người còn sống. Mà à, ai là má cơ? Bổn cung vẫn còn sống tốt lắm. Có hơi ấm, chắc không phải ma đâu. Không tin thì sờ thử xem. Quên đi, dù sao, đây là lần cuối cùng huynh được hưởng thụ. Ý gì vậy? Cứu mạng, phu quân, cứu thiếp, người đâu? Bắt tên dâm tặc này cho ta. Dâm tặc nào cơ? Anh là của đoàn phim nào vậy? Gọi đạo diễn của anh đến đây. Người đi theo ta, đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng, chẳng lẽ ta xuyên không rồi? Ngươi tìm trẫm có việc gì? Phụ hoàng, người có chấp nhận Nhi Thần tự tay xử lý không? Thế tử Bình Nam Vương khí huyết bừng bừng, đối với vương phi của Nhi Thần làm chuyện bất lương. Người nói gì? Đúng là ta thật sự xuyên không rồi. Thế là xong, mở đầu đã ngủ với hoàng hậu. Bệ hạ, Từ Kế Bình mới buổi sáng đã làm ông ấy sự trong trắng của ta. Thần thiếp không muốn sống nữa. Bắt lấy hắn. Nhi Thần cầu xin phụ hoàng lập tức chém Từ Kế Bình. Từ Kế Bình, những gì Mã Nhĩ hoàng tử và Tần Vương phi nói có đúng không? Các người đang vu khống ta. Bệ hạ xin hãy xem, đây là Từ Kế Bình, để lại trên giường của thần thiếp. Giờ đây bằng chứng đã rõ ràng, ngươi còn định chối sao? Không sai, là ngọc bội của hắn. Từ Thế Tử, uống thêm một chén nữa. Được được được, lại thêm một chén nữa. Từ Kế Bình, nếu người thú tội, chấm có thể xem xét tình nghĩa Bình Nam Vương, tha cho người toàn tính mạng. Xin cho thần tự biện hộ, mau nói đi. Tần Vương Phi, tại hạ hỏi nàng, miệng nói ta làm ông ế, vậy khi ta làm ông ế nàng? Ngươi đều cởi sạch hết rồi. Khi ta làm nhục Vương Phi, nhị hoàng tử cũng biết. Chẳng lẽ nhị hoàng tử ở bên cạnh xem Vương Phi? Lúc đó, ta mặc y phục màu gì? Màu đỏ. Vậy ta mặc quần lót màu gì? Màu trắng. Nhớ rất rõ ràng, chứng tỏ tại hạ phục vụ Vương Phi rất thoải mái. Vậy tại hạ hành hạ nàng bao lâu? Bệ hạ, tên xúc sinh Từ Kế Bình này hành hạ thần thiếp đến 3 canh giờ. Thần thiếp thà chết còn hơn. Hóa ra ta lợi hại vậy, hành hạ đến 3 canh giờ. Vậy nàng còn nhớ ta dùng tư thế gì không? Quan Âm Tích Thổ, La Hán đẩy xe hay Lão Tằng? Người, người vô sỉ. Xem ra Tần Vương Phi hiểu biết khá nhiều đấy. Nhị hoàng tử có hứng thú lắm đấy nhỉ? Người hỗn xược, sao dám buông lời bẩn thỉu trước mặt bệ hạ? Người muốn chết à? Bệ hạ, hắn nói bậy nói bạ. Thần đang tự chứng minh mình trong sạch. Tần Vương Phi không hề thành thật. Ngươi dùng Quan Âm Tích Thổ, sao ta nhớ là La Hán đẩy xe nhỉ? Nói vậy, lúc đó ngươi rõ ràng đã ngất đi rồi. Sao có thể chứ? Hóa ra ta ngất đi à? Phụ hoàng, Từ Kế Bình khéo léo như rắn, còn cố tình dẫn dụ chuyện này sai lệch. Được, vậy ta đổi câu hỏi. Tần Vương Phi, nếu chúng ta đã có tiếp xúc thân thể, nàng còn nhớ trên bông ta có nốt ruồi không? Ở bên trái hay bên phải? Ở bên trái, nàng nghĩ cho kỹ đi. Không đúng, bên phải, nhất định là bên phải. Nói bậy nói bạ, trên bông ta căn bản không có nốt ruồi nào cả. Thần đã chứng minh mình trong sạch rồi. À đúng,
trên ngực người có nốt ruồi. Ta nói là để xử lý chuyện lớn này, không phải nhắc chuyện trên ngực có nốt ruồi. Ta rõ ràng nhớ là người ôm bông mình lúc đó có nốt ruồi. Vương Phi còn ôm, chứng tỏ kỹ thuật tại hạ cũng được, phục vụ Vương Phi rất thoải mái. Ngươi to gan, Phụ Hoàng, Tịnh Nhi bị tên này làm nhục thân tâm, sao có thể nhớ rõ chi tiết hôm đó? Tất cả đều là lời biện hộ của hắn. Ta đến phụ nhị hoàng tử, là Vương Phi mời ta đến, có thiếp mời làm chứng. Trên thiếp mời viết rõ ràng, Vương Phi ngưỡng mộ tài hoa của ta, mời ta cùng lên Vu Sơn. Không thể nào, ta rõ ràng đã đốt thiếp mời rồi. Đủ rồi, hai người các ngươi vô liêm sỉ, có biết tội không? Bệ hạ tha mạng, có lẽ ta nhớ nhầm, ngài thử hỏi xem, người phụ nữ nào dám lấy trinh tiết của mình ra đùa? Trinh tiết của phụ nữ là trinh tiết, nhưng trinh tiết của đàn ông không phải trinh tiết sao? Đủ rồi, hai người xem chẫm là đồ ngốc à, Vu Khống trọng thần tội chết, chẫm phải trừng phạt nặng. Phụ hoàng xin tha mạng, là Tần Vương Phi tế tổ, người làm chuyện khinh bạc nàng không phải là Từ Kế Bình, mà là người khác. Vậy thì, hạ lệnh hình bộ nhanh chóng điều tra rõ vụ án này, bắt tội phạm dẫn giải về, xử trị theo pháp luật. Tạ ơn bệ hạ. Trình tiết của Tần Vương Phi tuy được minh oan, liền vào anh hoàn thông phòng, hoàng gia không thể có thể thiếp bất chính. Hoàng nhi phải ghi nhớ, Từ Tuấn Bình trước mặt ta, bệ hạ ăn nói khéo léo, phạt 1 vạn lượng. Trời ơi, phạt tiền sao? Từ Kế Bình, đừng tưởng thoát được lần này, chỉ cần ngươi còn ở phủ thái tử, nhất định ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bình Nam Vương nói xong chưa? Ta còn lời muốn nói với ngươi. Gì vậy? Ngươi định cầu xin bổn vương tha cho vợ ngươi à? Thật buồn cười, này Vương Phi, tại hạ có một con chim, ngày khác đến phủ ta, ta cho nàng xem, nó thật sự rất to đấy. Vậy phải làm sao đây? Tên hoàng đế chó này phạt ta 1 vạn lượng, ta lấy đâu ra tiền? Phải nghĩ cách kiếm tiền thôi, ta phải làm sao đây? Tên vô liêm sỉ kia, ta muốn hủy hôn với ngươi. Đồ xuyên không vô lại, không đúng, cô ấy hình như là vị hôn thê của ta, sao lại giống như đang trách mắng ta vậy? Nàng lại nghe người ta nói bậy gì hả? Tên lưu manh nhà ngươi. Vừa đúng lúc, ta bắt ngươi, công tử chịu chết đi. Ngươi buông ta ra. Hóa ra là vậy, là nhị hoàng tử cố ý hãm hại ngươi. Chứ sao nữa? Vậy thì ngươi xong đời rồi. Nhị hoàng tử và thái tử tranh giành địa vị, mà ngươi lại là chỗ dựa của thái tử. Nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ sợ hắn à? Vậy ngươi nói xem, ngươi định kiếm đâu ra 1 vạn lượng tiền phạt đây? Ngươi thấy nóng lắm à? Giá như có đá thì tốt. Đá ư? Ta có chú ý rồi. Chú ý gì? Kem. Kem là cái gì? Chính là đá ấy. Bây giờ đang giữa mùa nóng, cung điện cũng không có bao nhiêu băng. Ta dạy nàng một đạo lý dùng khoa học kỹ thuật là phục vụ cho sản xuất. Người đâu, mang đến cho ta 10 xe chở băng và sữa bò. Nếm thử đi, đây là kem do bổn thế tử đặc biệt chế biến cho nàng đấy. Thật mát lạnh, ngon quá. Đương nhiên rồi, nàng cảm thấy có thể bán với giá cao không? Đá lạnh thông thường gần như ngang giá với bạc, có vẻ không chỉ mát lạnh mà còn ngon nữa, ít nhất 2 lượng bạc. Vậy chẳng phải ta kiếm muộn rồi sao? Nhưng ngươi đã nói cho ta biết bí phương của Tiêu thị, ngươi không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Chúng ta đều là người một nhà rồi, nói cho nàng biết cũng không sao, coi như là lễ vật cưới nàng sau này của ta. Vô liêm sỉ, ai muốn gả cho ngươi chứ? Người đâu, chuẩn bị bán kem, cứ nói là thái tử đã ăn. Phát tài rồi, phát tài rồi.
Nhị hoàng tử đến đây có chuyện gì vậy? Tuân lệnh phụ hoàng, hóa ra là đến đòi tiền phạt. Hóa ra là tiền phạt, người đâu? Từ Kế Bình đừng giả vờ nữa. Ai mà không biết Từ Kế Bình là tên phá gia. Trong thời gian Bình Nam Vương không có mặt ở đây, người đã phá sạch toàn bộ gia sản. Giờ trong phủ ngay cả 1.000 lượng cũng không có. Từ Kế Bình à, không nộp tiền phạt là vi phạm thánh chỉ đấy. Nhưng bổn vương vốn lòng nhân từ, chỉ cần ngươi đồng ý với bổn vương một chuyện, bổn vương có thể giúp ngươi nộp 1.000.000 lượng này. Ngươi thấy thế nào? Nhị hoàng tử muốn ta làm gì? Từ bỏ thái tử, quay đầu về với bổn vương, trợ giúp bổn vương đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Ngày sau bổn vương lên ngôi, ngươi và Từ gia sẽ có công lao to lớn. Nếu không nghe lời, đừng trách bổn vương. Ngươi thấy thế nào? Không thế nào cả. Đã vậy thì mau lấy ra 1.000.000 lượng bạc, nếu không ta sẽ tịch thu nhà ngươi đấy. Đây là đủ 1.000.000 lượng. Sao có thể? Sao ngươi lại có 1.000.000 lượng bạc? Sao có thể? Sao ngươi lại có 1.000.000 lượng bạc? Ngươi đã hỏi ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Thì trước hết mang theo đám chó của nhà ngươi cút nhanh đi. Ta hiểu rồi, chắc chắn là thái tử cho ngươi đúng không? Ngươi đúng là tên đáng chết. Đợi ngày bổn vương lên ngôi, nhất định sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Nhưng ngươi phải có tư cách lên ngôi đã. Có tư cách hay không, đến lúc đó sẽ biết. Ngươi có ý gì? Này, ta hỏi ngươi có ý gì? Rốt cuộc có điều gì bị giấu giếm ở đây? Đã bao lâu rồi, sao một chút động tĩnh cũng không có? Hoàng hậu không xảy ra chuyện gì chứ? Phụ hoàng cứ yên tâm, hoàng hậu là người tốt, trời sẽ phù hộ, tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Lý Phi, nàng đến đấy làm gì? Thần thiếp nghe nói hoàng hậu đương đương sắp sinh, trong lòng thần thiếp cũng khá lo lắng, nên đặc biệt đến xem. Lý Phi, nàng của là có tâm. Bệ hạ, bệ hạ. Cái gì vậy? Đứa bé này, đứa bé này, đứa bé. Đứa bé. Trời ơi, sáng sớm mà ồn ào thế này, không cho người ta ngủ nữa à? Các người đang làm gì đấy? Nhị hoàng tử, ngươi định làm gì? Bắt đi. Bắt đi, ta nói với người này nhị hoàng tử, ta nói người. Không hay rồi, ta phải lập tức đi tìm Bình Nam Vương. Phụ hoàng, nhi thần đã áp giải tội nhân Từ Kế Bình đến. Tô gan Từ Kế Bình, còn lời gì để nói không? Bẩm bệ hạ, thần không biết. Từ Kế Bình, người có biết tối qua hoàng hậu lâm bồn sinh ra một con cóc không? Bẩm bệ hạ, chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Thần không tin hoàng hậu nương nương lại sinh ra một con cóc. Đó là vì hoàng hậu làm loạn hậu cung. Trời phạt, trời phạt. Bệ hạ, tối qua sao chổi xuất hiện chỉ thẳng vào hậu cung. Đây là điểm xấu. Hoàng hậu ngoại tộc làm hại quốc gia, dân chúng. Đây là mê tín dị đoan. Bệ hạ tuyệt đối không thể tin được. Tranh biện với người cũng vô dụng. Ta đã có được chứng cứ hoàng hậu làm loạn hậu cung. Đây là cung nữ thân cận của hoàng hậu. À đã thừa nhận, chính là cấu kết với người tìm nam sủng cho hoàng hậu. Còn khai rằng thái tử không phải do bệ hạ sinh ra, mà là con hoang của hoàng hậu với nam sủng. Bệ hạ, thần thiếp bị oan uổng, to gan. Chứng cứ đã rõ ràng, ngươi còn dám chối sao? Bệ hạ, thần thiếp kiến nghị ban hoàng hậu và thái tử uống thuốc độc, không để hoàng gia rơi vào tay ngoại tộc, còn Từ Kế Bình, nhất định phải tru di cửu tộc. Từ Kế Bình, ngươi còn gì để biện giải? Bệ hạ, chỉ dựa vào lời khai của một người, mà kết luận hoàng hậu đương đương phản bội bệ hạ, thái tử là con hoang. Thần xin bệ hạ triệu kiến cung nữ thân cận của hoàng hậu đương đương, tối qua đã tự sát trong ngục. Đây là giết người diệt khẩu. Ý gì? Bệ hạ, tình cảm của hoàng hậu nương nương với người sâu nặng, nhưng giờ khiến bệ hạ nổi giận. Khi bệ hạ vì tần vương bị thích khách ám sát, chính hoàng hậu nương nương đã dùng thân mình bảo vệ người. Bệ hạ, nếu hôm nay giết thần, thần không còn gì để nói. Nhưng nếu không điều tra rõ ràng mà giết hoàng hậu và thái tử, không biết bệ hạ sau này có hối hận hay không. Vậy theo lời ngươi nên làm thế nào? Việc này phải điều tra nghiêm túc, xác nhận thái tử và hoàng hậu có phải ruột thịt hay không. Chỉ là kéo dài thời gian thôi. Bệ hạ, điều tra sẽ tốn quá nhiều thời gian, chi bằng xác nhận cho rõ ràng. Đúng, phải xác nhận cho rõ ràng. Bệ hạ, thần cho rằng nhỏ máu nhận thân không thể xác nhận quan hệ huyết thống. Hoang đường, phép nhỏ máu nhận thân từ xưa đã có,
người đời đều công nhận, tại sao người nói không được là không được? Hoàng thượng, thần thiếp đồng ý. Phụ hoàng, nhi thần cũng nguyện ý. Bệ hạ, nếu thái tử không phải do bệ hạ sinh ra, thần thiếp nguyện chịu tội chết. Đương sự đều nguyện ý, ngươi còn lời gì để nói? Vậy thần khẩn cầu bệ hạ cũng làm một lần, nhỏ máu nhận thân. Đây là điều bất kính, nhị hoàng tử nói gì vậy? Nhỏ máu nhận thân, phải có một người ngoài tham gia mới đúng chứ. Tốt, trẫm đồng ý, bắt đầu đi. Để nhi thần trước. Huyết mạch tương dung, nhi thần đúng là con ruột của phụ hoàng. Hoàng thượng thần thiếp một lòng chỉ có bệ hạ. Không dung hợp. Bằng chứng như núi, ngươi còn lời gì để nói? Tại sao nàng lại đối xử với trẫm như vậy? Phụ hoàng, ý miệng, phụ hoàng không phải ngươi gọi được đâu, chẳng qua chỉ là một đứa con hoàng thôi. Bằng chứng như núi, thái tử không phải do ngài sinh ra, nhi thần kiến nghị lập tức xử tử hai người, tránh để hoàng gia mang tiếng. Ngoại tộc còn có tử tế kế bình, cũng nên lập tức xử tử nhị hoàng tử và lệ phi ngay, các người muốn giết ta đến thế sao? To gan, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám kháng cự, mọi người quên rồi sao? Ta còn chưa nhỏ máu nhận thân mà, vậy để ngươi chết cho rõ ràng, nhỏ máu đi. Ta muốn đổi bắt khác. Tìm chết, người đâu, đổi bắt khác. Không cần, ta tự đi. Không ngờ máu của ta cũng hòa hợp với máu của bệ hạ, vậy chẳng lẽ rốt cuộc ai là con của trẫm? Ngươi không phải con của Bình Nam Vương sao? Từ Kế Bình nhất định dùng yêu thuật gì đó, tất cả đều không đáng tin. Từ Kế Bình không thể nào là con của ngài. Tất nhiên ta không phải con của bệ hạ. Những thứ này sao lại hòa hợp? Máu nhỏ xuống là của thái tử điện hạ. Của thái tử? Vừa rồi của thái tử không phải không có phản ứng sao? Tất nhiên cũng có nguyên nhân. Đúng không nhị hoàng tử, không ngờ ngươi hiểu biết sâu sắc như vậy. Đừng nói bậy nói bạ, bệ hạ, lý do hai giọt máu của bệ hạ không hòa hợp là vì nhiệt độ nước không đúng. Nhiệt độ nước với phép nhỏ máu nhận thân hoàn toàn là vô lý, chỉ cần nhiệt độ nước thích hợp, bất kỳ hai giọt máu nào cũng có thể hòa hợp, nhưng chỉ cần nhiệt độ nước quá thấp, hai giọt máu của họ sẽ không hòa hợp, đúng không nhị hoàng tử? Quả nhiên nhiệt độ nước của thái tử đặc biệt lạnh. Yêu nhân, ngươi giải thích thế nào? Đừng nói lung tung. Ngươi đang giết người diệt khẩu. Phụ hoàng, anh sinh vừa rồi biết tên này cố ý vu khống hoàng hậu và hoàng huynh, tức giận đến mút trời, nhất thời nóng giận nên đã giết hắn. Thần chỉ là vì mẫu tử hoàng hậu mà bất bình thôi. Bệ hạ, tất cả là lỗi của Triệu Nguyên Anh. Thần thiếp cũng chỉ có sự kính trọng với hoàng hậu. Con trai chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Trị tội theo luật. Thần một lòng trung thành, nay cũng đã chứng thực hoàng hậu nương nương là người Bắc Ngô, còn điện hạ cũng là con ruột của ngài, khẩn cầu bệ hạ vì hai người họ mà lượng thứ. Bệ hạ. Hoàng hậu, đã oan uổng nàng, là lỗi của trẫm, trẫm đã suýt hại chết nàng. Từ Kế Bình, lần này nhờ có người cứu mạng bổn cung, xin đa tạ. Thái tử điện hạ khách sáo rồi. Người đâu, đưa hoàng hậu đi nghỉ ngơi. Bệ hạ, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ giúp thần thiếp tìm con. Thần thiếp tuyệt đối không thể sinh ra một con cóc. Hôm đó, thần thiếp rõ ràng đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bệ hạ, thần cũng không tin hoàng hậu nương nương có thể sinh ra một con cóc. Có thể gọi bà đỡ hôm đó đến hỏi một chút được không? Tối qua bà đỡ bị trượt chân, đã rơi xuống hồ chết rồi. Bệ hạ, việc này có nhiều uẩn khúc. Vương công công, hạ lệnh bắt trấn phủ tư toàn lực điều tra việc này, những kẻ liên quan đến vụ án này, một tên cũng không được bỏ qua. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nên làm gì cho phải? Mẫu hậu, người cuối cùng cũng đến rồi, còn hoảng cái gì? Như vậy là mất phong độ rồi, sau này làm sao ngồi lên long ỷ được? Mẫu hậu, không biết Bình Nam Vương nói gì với bệ hạ lại có thể điều động nhiều binh mã như vậy, lùng sục khắp kinh thành tìm tiểu hoàng tử, một khi Tố Cẩm bị bắt,
Con trai, chuyện này con không cần lo lắng. Tung tích của Tố Cầm chỉ có bổn cung biết. Bọn chúng căn bản không thể nhanh chóng bị bắt lại như vậy. Như này Phụ Hoàng cũng đã nghi ngờ, Tố Cầm và tiểu phúc sinh kia nhất định phải chết. Giờ mới nghĩ mấy thứ này à? Mẫu hậu sớm đã sai người đi xử lý Tố Cầm và tiểu hoàng tử rồi, chẳng phải chỉ cháo con thôi sao? Chỉ cần chúng ta lặng lẽ trừ khử bọn chúng, việc hoàng hậu sinh con cắp sẽ trở thành một vụ án treo. Đến lúc đó ai có thể nói rõ chứ? Vẫn là mẫu hậu nghĩ chu đáo. Thái tử gia, tuy bệ hạ đã an bài, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Từ Kế Bình, ngươi định làm gì? Chỉ cần có thể tìm được tiểu hoàng tử, bổn cung cái gì cũng nghe ngươi. Thật sự cái gì cũng nghe ta sao? Tiểu hoàng tử là đệ đệ bổn cung. Nếu Từ Kế Bình ngươi thật sự tìm được, bổn cung tự nhiên sẽ báo đáp. Gọi ta một tiếng đại ca nghe thử xem. Từ Kế Bình, bổn cung là thái tử Đông Cung, như vậy chẳng phải sai tam cương ngũ thường sao? Chúng ta mỗi người một lối. Ở riêng từng người gọi ta đại ca, ở ngoài mặt ta vẫn gọi người thái tử. Như vậy cũng không sao. Đại ca, nhị đệ. Nhị đệ, như nay bệ hạ đã tỉnh ngộ, nhưng nếu náo động lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động rắn trong bụi cỏ. Nhị hoàng tử và Lệ Phi chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Ngươi triệu tập thị vệ thái tử phủ của ngươi, cùng ta đến phủ nhị hoàng tử mai phục. Đại ca, mai phục là gì? Mai phục này là, giải thích với ngươi cũng không hiểu đâu. Ngươi cứ làm theo lời ta là được rồi. Đại ca, chúng ta có đến muộn quá không? Đến rồi, nhị hoàng tử này đầy mưu bộ xấu xa, quả nhiên bị ta đoán trúng. Đại ca thật sự tiên đoán như thần, ta nhất định phải tâu với phụ vương. Được rồi, ngươi theo sát ta, đừng để lạc mất đấy. Cái này ngươi cầm lấy. Đại ca, đây là vật gì? Cái này để khi ra ngoài bảo vệ thân mình là cần thiết, thậm chí lúc cần thiết để giết người diệt khẩu. Nay ngoài thành toàn là quan binh, mị nương sao vẫn chưa phái người đến đón ta? Ai? Nơi này ngoài Lệ Phi nương nương không ai biết, các ngươi làm sao biết nơi này? Sắp chết đến nơi cũng để ngươi chết cho minh bạch. Ngươi làm chuyện ác trời không dung, Lệ Phi nương nương sao có thể để ngươi sống? Chịu chết đi. Không, ta muốn gặp nương nương. Gặp nương nương, ngươi nghĩ ngươi còn có thể thấy mặt trời ngày mai sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau xử lý cho sạch sẽ. Chúng ta sớm về tâu với nương nương là được. Muốn giết người diệt khẩu. Sao các ngươi nhanh chóng tìm được nơi này vậy? Khi các ngươi từ phủ nhị hoàng tử đi ra, chúng ta đã bám theo một đường. Không ngờ thực sự tìm được tiểu hoàng tử. Người đâu? Bắt lấy cho ta. Đừng động đậy, ai dám tiến thêm một bước nữa ta giết nó. Thả đệ đệ của ta ra, bổn cung tha cho các ngươi một mạng. Khoan đã, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Nếu thả tiểu hoàng tử, chẳng phải sẽ trở thành cá nằm trên thớt sao? Hãy ngươi nguyện dùng mạng của ngươi, hôm nay cùng ta đưa tiểu hoàng tử lên thiên giới bầu bạn với tiên tổ. Ta đổi mạng sống của mình đổi cho tiểu hoàng tử. Ngươi nghĩ đây là trò đùa sao? Đại ca, vạn lần không thể như vậy. Thái tử, nếu ngươi muốn tiểu hoàng tử sống thì câm miệng lại. Ta không tin còn có người không sợ chết. Các ngươi chắc chắn bị dồn vào đường cung mới sinh ra ý định này. Đây là lẽ thường tình. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Ta biết các ngươi là người của nhị hoàng tử. Các ngươi hãy nghĩ xem, hôm nay họ để các ngươi đi giết kẻ thù, ngày mai có thể sẽ giết các ngươi. Chẳng lẽ từ thế tử định khuyên ba người chúng ta đầu hàng sao? Các ngươi ôm tiểu hoàng tử, tuyệt đối không thể trốn ra khỏi cửa thành. Ta Bình Nam Vương Thế Tử có uy tín, bảo đảm các ngươi an toàn ra khỏi thành. Đại ca, ta không muốn chết. Các ngươi đừng nghĩ làm trò gì, đừng động đậy. Nhị đệ, lâm dạ của Từ Thế Tử ngay cả ta cũng không rõ, nhưng vẫn có chút bội phục. Chỉ cần Thế Tử Điện Hạ đưa chúng ta trốn ra khỏi thành, ta sẽ không động đến một sợi lông của Tiểu Điện Hạ. Đi thôi Từ Thế Tử, đừng làm khó ta. Từ Kế Bình, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Từ Kế Bình, nộp mạng đây. Hai tên tiểu tặc các ngươi tưởng ta thu thập không được à? Đại ca, ta hỏi ngươi thật sự biết phép thuật sao? Tại sao những người này vừa chạm vào ngươi là co giật cả người? Ta biết phép thuật gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, khoa học là thứ rất hữu dụng. Thứ ta đưa cho ngươi vừa rồi gọi là rùi cui điện. Trên đó có một cái công tắc, chỉ cần bật lên, trên đó sẽ sinh ra điện. Khi chạm vào người thì cơ thể sẽ co giật. Đại ca, có thể cho ta xem qua không? Cái của ngươi và của ta giống nhau.
Đại ca, là như vậy phải không? Cái tên gốc này. Đại ca, cái này là thật. Bình Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sau khi con ngất đi, là Thái tử Điện Hạ đưa con về, làm cha sợ muốn chết. Cảm giác thân thể thế nào? Cha. Không được, cũng phải bồi bổ một chút. Ta nghe tôn bá của con nói con thâu đêm đại chiến bảy nàng, không hổ là con trai của Tuyết Tình Long ta, rất giống phong phạm của ta xưa. Không phải cha, là Sở Tiêu Tiêu. Chuyện này cha con ngày xưa cũng từng trải, đều hiểu. Đúng rồi cha, vụ án tiểu hoàng tử điều tra thế nào rồi? Hôm nay lúc hừng đông, tất cả những người liên quan đến vụ án tiểu hoàng tử, dù là cung nữ hay thái giám, đều đột tử không rõ nguyên nhân. Sau buổi chiều sớm, bệ hạ triệu ta vào cung, giao cho con tấm ngọc bài này. Bắc Trấn Phủ Tư. Ta cùng bệ hạ nghi ngờ trong triều có đại thần kết đảng tranh giành quyền lực, lại còn câu kết với hậu cung. Bệ hạ muốn con âm thầm điều tra kỹ vụ án này. Cha con ta vẫn luôn ở ngoài cầm quân, ngoài việc trấn thủ biên cương, còn có một nguyên do quan trọng hơn, đó là tránh xa triều đình tranh đấu, lại càng không muốn dính líu đến chuyện thiên hạ. Theo quân như theo hồ, hơi bất cẩn một chút, sẽ chết không toàn thây. Nhưng như nay con lại thân cận với thái tử, bổn vương cũng bất đắc dĩ mới nhập cuộc thôi. Cha đừng sợ, con bây giờ là huynh đệ kết nghĩa của thái tử đại nhân, cũng coi như nửa đứa con của bệ hạ. Chúng ta đều là đàn thái tử, chờ chư hoa lên ngôi, bổn thiếu gia sẽ là vương gia đệ nhất đại hạ. Đến lúc đó cha gặp con phải dập đầu mấy cái thật kêu. Tên xúc sinh này làm gì vậy? Đúng là đồ đại tiểu tử. Ngươi dám gọi thẳng tên thái tử, lại còn huynh hoang bắt cha ngươi quỳ lại. Ngươi, ta hỏi ngươi, trong thời gian ta không có mặt, ngươi đã bán bao nhiêu lời thề son sắt, tổn hại bao nhiêu bách tính vô tội, ta thấy không đánh chết ngươi không được. Cha, con không có ý đó, cha nghe con nói. Lại để ngươi nói mấy câu nữa, bổn vương sẽ thành con trai ngươi mất. Hồ Dữ còn không nỡ ăn thịt con vừa mới khỏi bệnh nặng mà cha. Gậy gộc dưới mông mới ra còn hiếu thảo, hôm nay ta sẽ cho người thấy rõ ai là con trai, ai là ông nội. Vương gia, con trai Sở lão tướng quân chặn ở cửa vương phủ, nói muốn chém sống thế tử, chuyện này nên xử lý thế nào? Sở Hùng hắn dám chặn cửa nhà ta, hắn điên rồi. Cha, người cho con mượn vài tên hộ vệ lợi hại, xử lý hắn, suýt nữa làm nhà họ Sở tuyệt hậu. Sở lão tướng quân không so đo với người, đó là cho bổn vương thể diện rồi, đó là cho bổn vương thể diện rồi. Tốn công nhờ cha ruột mình, kết quả phải tự sinh, tự diệt. Bổn thế tử một đời thanh danh, lẽ nào lại bị tên Sở Hùng nhỏ bé của các người, dọa đến mức hồn siêu phách lạc. Đúng vậy thế tử, mọi chuyện nguội lạnh rồi, khó cứu vãn được. Từ kế bình ngươi, cút ra đây cho lão tử, đồ dỗ đen rụt đầu, ngươi dám ám sát ta, nhìn bổn thiếu đi đường tối lại ra tay hãm hại, còn dám trói tỉ tỉ của bổn thiếu trên thuyền hoa làm nhục trinh tiết, ngươi cút ra đây cho ta. Cha ta sợ Bình Đạm Vương, nhưng ta không sợ, hôm nay, không chém sống ngươi, bổn thiếu thể không làm người. Sở Hùng, ngươi sáng sớm thế này, như một con chó hoang chặn trước cửa nhà chúng ta, ngươi muốn làm gì? Từ kế bình đừng nói giết mẹ ngươi. Bị điện giật một cái vẫn chưa ngất. Tên tiểu tử này thân thể của thực khác thường nhưng đầu óc không được tốt cho lắm. Cái thứ gì vậy? Cái rồi cui điện này, bị điện giật sướng không? Có bản lĩnh thì vứt nó đi. Người có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta. Một trận quyết thắng bại. Chỉ cần ngươi thắng, bổn thiếu tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Sở Giang thật anh minh. Sao lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như người chứ? Ngươi bị ta đánh là tự chuốc lấy. Còn nữa chuyện Sở Tương Tương không liên quan, càng không có gì để nói. Chuyện này ta mới là nạn nhân. Từ kế bình, đừng có lật ngược trắng đen với ta. Chẳng lẽ là bổn thiếu tự mình đưa tỷ tỷ đến ngoại thành? Từ kế bình, ngươi chết chắc rồi. Những việc ngươi làm, mọi người đều nhìn thấy hết. Sở ra ta có chỗ dựa để báo thù rồi. Hôm nay sẽ thần tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sự đã đến nước này, ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế trước mắt sao? Bệ hạ phái cầm ý vệ đến, ngươi cho rằng thân phận thế tử vương phủ vẫn có thể bảo vệ được ngươi sao?
Các vị huynh đệ Bắc Trấn Phủ Tư, các người phải hết sức cẩn thận. Tên tử kế bình này trong tay có một vật khó lường. Các vị, Thế tử điện hạ, thứ này nhờ ngài xem qua có ổn không? Không biết Thế tử điện hạ muốn bọn ta làm việc gì. Các người đến đây là để bắt tử kế bình. Bắt, Thế tử điện hạ nói đùa. Ta là thủ vệ Bắc Trấn Phủ Tư, thống lĩnh tất cả cầm y vệ trong cảnh đội đại hạ. Sở thiếu gia, chẳng qua là người mắt mù chọc giận Thế tử điện hạ thôi. Tử kế bình lại là người đứng đầu cầm y vệ. Đồng Xuyên, vị này là ai vậy? Sáng sớm đã như con chó hoang chặn trước cửa nhà ta. Nói bậy nói bạ, ngươi nói chuyện này nên xử lý thế nào đây? Yên tâm đi Thế tử điện hạ, chúng ta nhất định sẽ xử lý mọi chuyện gọn gàng đẹp đẽ. Người đâu? Tên này giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên hành hung đại nhân của Bắc Trấn Phủ Tư chúng ta. Áp giải vào ngục, nghiêm hình tra khảo. Ta đúng là người tinh danh, làm việc có chút quả quyết, tàn nhẫn. Thả ta ra, ba lời hai ý, đã đội cho người ta cái mũ. Bất phải ta, ta nói cho các người biết, cha ta chính là Sở Hoài An. Xem ai dám động đến ta, ai dám động đến ta. Dám chọc Bắc Trấn Phủ Tư của ta, cha ngươi là tể tướng đương triều cũng không được. Ấy khoan đã, cha ngươi là Sở Hoài An, hắn dám động đến ta sao? Tử kế bình, ngươi chờ đó cho ta. Thế tử điện hạ không biết còn có gì phân phó, cho chút giáo huấn nhỏ là được rồi. Đây cũng là đứa con duy nhất của Sở tướng quân, nhớ kỹ không được dùng đại hình. Yên tâm đi Thế tử, chúng ta nhất định sẽ giữ chừng mực. Tử kế bình, đệ đệ ta đâu? Vừa bị người của Bắc Trấn Phủ Tư bắt đi rồi. Ngươi thả đệ đệ ta ra. Muốn ta thả đệ đệ nàng, chẳng phải nàng nên trả một chút giá sao? Người vô liêm sỉ. Người nói ta vô liêm sỉ nhiều lắm, không phải chỉ mình nàng. Sở tồn rốt cuộc phạm chuyện gì, mà lại chọc đến Bắc Trấn Phủ Tư tự tay bắt người? Nếu không có bằng chứng, việc này ta nhất định sẽ tâu lên bệ hạ. Bổn thế tử là người đứng đầu Bắc Trấn Phủ Tư. Đệ đệ nàng ấy à, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, sáng sớm cầm kiếm đến chém bổn thế tử, không bắt hắn thì bắt ai? Từ thế tử, bệ hạ có khẩu dụ gọi ngài vào cung tham kiến bệ hạ. Mọi người đứng lên đi. Từ kế bình, đêm qua người tuần tra tìm tiểu hoàng tử có công, nói đi, muốn ban thưởng gì? Bệ hạ, đây là bổn phận của thần, thần không muốn ban thưởng gì cả. Bệ hạ đã ban cho thần phần thưởng lớn nhất rồi. Người nhà họ từ các ngươi, từ trên xuống dưới không có một ai chịu đính dáng tới chuyện cung đình. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy cùng thái tử ở lại Đông Cung phụng bồi thái tử. Bệ hạ, đây là ban thưởng sao? Bình Nam Vương ở ngoài chinh chiến nhiều năm, đối với người quản giáo sơ sài, tuy rằng đầu óc tiểu tử ngươi rất linh hoạt, nên trẫm muốn thay Bình Nam Vương quản giáo ngươi cho tốt. Sao, ngươi không nguyện ý à? Tạ ơn Long Ân. Hôm nay chấm triệu ba người các người đến là có chuyện muốn bàn. Đại nghĩa quốc có sư thần đến cống một thứ có vẻ rất quý, nhưng chấm chú ý thấy trong tay người đại nghĩa có một loại lương thực tên là địa đạp. Vật này một năm có thể thu hoạch ba lần. Nay đại hạ ta liên năm chinh chiến, các nơi đều có tai ương, kho lương quốc khố chi tiêu vượt thu. Nếu có thể có được hai loại vật này thì có thể giảm bớt rất nhiều khó khăn hiện tại của đại hạ ta. Ngươi đã từng thấy vật này chưa? Hai loại vật này trong đại hạ ta có không? Có hay không sao ta biết được? Chẳng lẽ ta còn phải vào rừng già mò kim đáy biển hay sao? Thần chưa từng thấy qua, chỉ là có nghe cha nhắc đến. Hình như ngoài đại nghĩa, những nơi khác đều không có. Không sai, những năm này chấm đã nhiều lần phái người tìm kiếm trong đại hạ, nhưng đều không thu hoạch gì. Vốn dĩ lần này việc chiêu đại sứ thần đại nghĩa chấm định giao cho lễ bộ tổ chức, nhưng lễ bộ thượng thư mắc bệnh nặng, đã mấy tháng nay không đến triều, các quan lễ bộ khác lại bất tài, cho nên chấm muốn phái ba người các ngươi xử lý chuyện này. Ba người các ngươi có tự tin không? Thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh bệ hạ giao phó. Chấm không quan tâm các người dùng phương thức gì để tiếp đại sứ thần đại nghĩa. Người đại hạ ta đều thông minh, nên nếu lên thiên triều bọn họ bắt cắt đất đền tội hay ép hôn sự hoàng thân quốc thích, tóm lại là các loại yêu cầu vô lý đều phải suy xét kỹ. Ngoài ra vàng bạc châu báu đều có thể đáp ứng. Chấm chỉ có một yêu cầu, nhất định phải lấy được địa đạm. Phụ hoàng để nhi thần ở lại một mình,
Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Nhi thần sang xuân năm sau sẽ đến tuổi cập quan. Nhất Hoàng, con đã lớn vậy rồi. Nhớ năm đó ở Tây Tạng, con quỳ ở ngoài cung môn suốt một ngày một đêm. Trẫm mới quyết định để con ở lại kinh thành, ở lại trong cung. Phụ hoàng, nếu việc nhi thần làm khiến phụ hoàng bất mãn, phụ hoàng cứ đánh mắng. Nhi thần chỉ có một việc cầu xin phụ hoàng, chính là để nhi thần ở lại kinh thành phụng dưỡng phụ hoàng. Con đứng lên trước đi. Hôm nay trẫm giữ con lại không phải vì phụ hoàng, mà là vì việc gì? Hoàng huynh Chư Hoa của con có lẽ là một người con tốt, một người ca ca tốt, nhưng hắn sẽ không là một thái tử tốt. Hoàng huynh còn trẻ, phụ hoàng người còn có thời gian, để hắn về sau con cũng sẽ hết lòng phò tá. Con cũng biết đó, hoàng huynh con không đi Tây Tạng, qua lúc nó ở Tây Tử đánh bao nhiêu trận cũng biết được vài phần. Nếu như hoàng nhi về sau thật sự không thể gánh vác trọng trách quân vương một nước, chấm cũng sẽ cân nhắc để con gánh vác gánh nặng này. Nhi thần không dám, nếu thái tử vô năng, con hãy cố gắng phò tá. Nhi thần tuân theo giáo huấn của phụ hoàng. Con người, điều tuyệt đối không nên có chính là ý nghĩ không nên có. Chấm đã cho con cơ hội cuối cùng rồi. Đại ca, những sứ thần đại nghĩa này, năm ngoái cũng đã đến đại hạ chúng ta. Từng người đều rất khó chơi, địa đạm này thật sự khó kiếm. Không biết đại ca có diệu kế gì không? Đại ca, sách này sao lại có nhiều thứ kỳ quái vậy? Đây là một quyển tạp chí thời trang, trong sách tự có nhan như ngọc, mỹ nữ cũng chính là từ trong quyển sách này ra. Đây là cuốn phiên bản giới hạn ta cho ngươi. Đại ca, sách này thật sự có hại đến thuần phong mỹ tục. Đệ biết cái gì chứ? Nữ tử trong cung Thanh Long nào mà không hở ngực lộ thịt? Ta bảo đệ xem quyển sách này, không phải bảo đệ xem nữ nhân. Bảo đệ xem nữ nhân trong sách này mặc như thế nào, còn có họ phục vụ nam nhân ra sao. Những sứ thần đại nghĩa kia cũng là đàn ông. Chỉ cần là đàn ông thì không ai cưỡng lại được sự quyến rũ của mấy tiểu muội rửa chân, còn có tinh dầu, mát xa lưng, lại thêm tiếng rên rỉ yêu kiều của họ nữa. Này đệ có dám mở một lầu xanh không? Để nữ tử trong lầu xanh mặc đồng phục tiếp viên hàng không, mát xa tinh dầu, dịch vụ trọn gói. Chỉ cần có địa đạm, ta sẽ cho họ sướng đến nỗi tổ tông tám đời, bà nội đều phải gọi một tiếng. Từ thế tử ngài đã 10 ngày không đến rồi. Mấy vị đầu bảng của Túy Xuân Lâu đều ở đây cả. Thế tử điện hạ là chọn một người, hay để các cô nương cùng hầu hạ? Vị công tử này cũng rất tuấn tú. Vị công tử này họ gì vậy? Hóa ra là hoàng thân quốc thích. Công tử ngài đừng giận. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên đến Túy Xuân Lâu của ta sao? Đại ca chiêu đãi sứ thần đại nghĩa ở lầu xanh, có phải hơi bất ổn không? Nhị đệ lại suy nghĩ nhiều rồi, từ xưa đàn ông ai mà chẳng thích sắc dục chứ, nhị đệ cứ yên tâm đi. Từ thế tử, ngài có gì phân phó không? Hôm nay, ta và Chư công tử đến đây, không phải để phong lưu khoái hoạt, mà là muốn bàn với Ngao lão nương một vụ làm ăn. Làm ăn? Làm ăn gì vậy? Bổn thế tử có cách có thể khiến sinh ý của chỗ ngươi tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần? Từ thế tử, ngài không phải đang đùa với ta chứ? Bổn thế tử có giống người nói đùa không? Ngươi chỉ cần làm theo cách của ta, ta sẽ có cách bảo đảm chỗ của ngươi đạt như ý muốn. Từ thế tử, nếu ngài có thể khiến sinh ý của Túy Xuân Lâu ta tăng lên đến mức này, đừng nói là cô nương ở đây, ngay cả ta cũng là của ngài. Thôi thôi thôi, ta không thích kiểu của ngươi đâu. Ngao lão nương, đây là quần áo ta đã thức đêm may ở Chỉ Phương, để mấy cô nương chúng ta đều thử xem nào. Ta tin rằng không có đàn ông nào cưỡng lại được sự quyến rũ của đồng phục. Đứng thực ra đó làm gì? Từ thế tử đã dặn dò rồi, còn không mau đi thay quần áo, để chúng ta cho các vị khách quan mở mang tầm mắt. Mau đi. Đại ca chiêu đãi sứ thần là quốc sự, huynh làm như vậy có phải bất lễ nghi không? Không được đứng đắn cho lắm. Đã đến lầu xanh rồi còn giả vờ đứng đắn gì nữa? Người đại nghĩa này, phần lớn sống ở nơi nóng bức, trong bụng tà hỏa mạnh, chúng ta gọi là đây là giúp họ hạ dược. Ngao lão nương, thay đổi hình tượng chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo chúng ta chủ đánh vào chính là dịch vụ.
Hôm nay Ban Tử sẽ dạy ngươi dịch vụ như thế nào mới có thể khiến đàn ông tận hưởng cảm giác chí tôn. Cô nương thật sự không thể vào, ngươi để cô ta nói cho ta biết. Ai dám gây chuyện ở Túy Xuân lâu của ta, quấy rầy hứng thú của Từ công tử, ngươi gánh chịu nổi không? Từ Kế Bình, rốt cuộc ngươi có thả Sở Hùng không? Thái tử điện hạ, sao ngài cũng ở đây? Thái tử điện hạ, tiểu nhân có mắt như mù, xin thái tử điện hạ đừng trách, bổn cung. Từ thế tử, người ta đẹp không? Vị này. Từ Kế Bình thật vô liêm sỉ, người dám dẫn thái tử điện hạ đến chỗ này. Hương Hương, ta và thái tử đang bàn chuyện chính sự. Ngươi cầm kiếm là ý gì? Có chuyện gì mà phải đến Lầu Xanh thương lượng chứ? Thái tử điện hạ là thái tử của đại hạ ta, tùy tiện ra vào Lầu Xanh chẳng phải sẽ bị người cười chê sao? Mất mặt chính là bệ hạ đấy. Sự tình không phải như cô nghĩ đâu. Bổn cung và Từ thế tử. Thái tử điện hạ, danh tiếng của ngài từ sớm đổi danh bên trên không ai không biết không ai không hay. Nhất định là Từ Kế Bình quấy nhiễu. Ngài đến loại địa phương này chưa chắc đã hạ lưu. Từ Kế Bình lập tức thả đệ đệ ta ra khỏi thiên ngục. Nếu không ta, đệ đệ của nàng là người Bắc Trấn Phủ Tư bắt đi rồi. Nàng nên đi tìm Bắc Trấn Phủ Tư. Nàng đến tìm ta làm gì? Hơn nữa nàng còn cầm đao đến tìm. Đây chính là thái độ cầu người làm việc của nàng sao? Vương gia đã nói với ta từ sớm rồi. Bắc Trấn Phủ Tư chính là nhận mệnh lệnh của ngươi mới bắt Sở Hùng. Đến giờ ngươi vẫn còn muốn lừa ta. Biết vậy lúc đầu ta nên cho ngươi uống thêm chút sân dược, cho ngươi chết luôn cho rồi. Vào ngục mà không lột ra thì làm sao ra được. Nhưng muốn ta thả Sở Hùng cũng không phải là không có cách. Chỉ cần ngươi thả Sở Hùng, ta sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của ngươi. Bất cứ điều kiện gì cũng được. Đúng là mỹ sắc, không ngờ nàng cũng có lúc như vậy. Kéo xị mặt làm gì? Những gì ta vừa nói nàng có nhớ không? Chỉ cần làm theo lời ngươi, ngươi sẽ thả đệ đệ ta. Thái tử điện hạ cũng ở đây, nàng sợ gì chứ? Mọi người nhìn cho kỹ vào, hôm nay con gái Sở tướng quân sẽ tự mình biểu diễn cho các người xem thế nào là mát xa kiểu Hồng Kông. Nhưng chuyện hôm nay ai mà truyền ra ngoài, đừng trách bổn thế tử không để tình đâu. Bắt đầu đi. Trước tiên mát xa cổ, vùng cổ này là để thông khớp, tiếp theo mát xa vai, vùng vai này tương đối mềm, khi mát xa phải nhẹ nhàng một chút, rồi vuốt dọc lưng. Đúng rồi, chỗ này rất quan trọng, là nơi đàn ông rất thích để phụ nữ mát xa. Mọi người học thế nào rồi? Thưa Từ thế tử, chúng ta đều nhìn đã gần đủ rồi. Thái tử mỗi ngày vất vả vì quốc sự, thể lao tâm lao, những kiểu mát xa và trang phục này cũng làm một bộ cho thái tử đi. Không, việc này tuyệt đối không được. Bổn cung là thái tử, nếu để phụ hoàng biết, đệ nghĩ nhiều rồi. Chúng ta hôm nay ra ngoài không phải để tham đồ hưởng lạc, mà là vì chính sự. Nếu bệ hạ hỏi đến, đại ca sẽ che chở cho đệ. Người dám tự xưng là đại ca của thái tử điện hạ, dừng lại làm gì? Làm bổn thế tử không vui rồi. Chuyện Sở Hùng gặp nạn ta sẽ không xử lý đâu. Tiếp đi. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi thay y phục cho thái tử. Từ thế tử, lần này Nô Gia thật sự đã mở rộng tầm mắt, nhưng mà Nô Gia còn có một việc chưa rõ. Lần thay đổi này của thế tử điện hạ, biến đây thành Lộc Xanh mới. Nhưng nếu có người không muốn trả bạc lượng, thì phải làm sao đây? Ngào lão nương, việc này ngươi không cần lo, bổn thế tử đã nghĩ ra cách cho ngươi rồi. Túy Xuân lâu chúng ta có thể áp dụng chế độ hội viên. Hội viên, đây là chế độ hội viên. Hội viên, đây là chế độ hội viên. Cái gọi là chế độ hội viên chính là chia khách hàng lui tới theo mức tiêu dùng thành các cấp bậc khác nhau. Hội viên cấp 3 tiêu 100 lượng bạc có thể hưởng dịch vụ mát xà chân. Hội viên cấp 2 tiêu 1.200 lượng có thể hưởng dịch vụ ngâm chân, thưởng thức vũ đạo cùng với ẩm thực tùy ý. Hội viên cấp 1 có thể hưởng dịch vụ ngâm chân, mát xa tinh dầu kiểu Hồng Kông chuyên dụng, thuộc khu vực khách hàng cao cấp của Lầu Xanh. Nhưng quan trọng nhất là chế độ hội viên đỉnh cấp, đây cũng là cốt lõi của mô hình kinh doanh này. Từ thế tử đừng giấu diếm nữa, Nô Gia trong lòng đã sốt ruột lắm rồi. Túy Xuân lâu này là Lầu Xanh số 1 kinh thành, thứ không thiếu nhất chính là các công tử ngốc nghếch nhiều tiền. Chúng ta hãy giới hạn số lượng hội viên đỉnh cấp này ở mức 10 người, lấy 1 vạn lượng bạc trắng làm cơ sở, trả giá cao hơn sẽ được ưu tiên. Có thể hưởng dịch vụ hoa khôi chuyên dụng của Túy Xuân lâu, dịch vụ riêng tư 1:1, còn có dịch vụ đưa đón chuyên dụng của Túy Xuân lâu,
lại còn có đặc quyền tham quan Đông Cung một ngày. Đến lúc đó các công tử ở Kinh Thành sẽ phải đấu đến nát đầu vì mười suất này. Từ Thế Tử, kế hoạch của ngài Nô Gia đã nghe rõ, nhưng với mức giá đắt đỏ như vậy, bọn họ có sẵn lòng móc hầu bao ra không? Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng muốn thể hiện của con người, hơn nữa nếu biết làm quảng cáo, còn sợ gì không moi được bạc lượng của mấy công tử này. Từ Thế Tử, cái gọi là quảng cáo này là ý gì vậy? Lão bản, ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết tôn chỉ của Tý Sơn Lâu chúng ta, không kiếm tiền của người nghèo, chỉ kiếm tiền của người giàu. Đến lúc đó chúng ta chia 5 năm, sau khi triều đãi xong sứ thần đại nghĩa, Tý Sơn Lâu mới thật sự là một nơi phong quang vô hạn. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay ở trong phòng, nghe được một số tin đồn về hoàng huynh. Việc này quá hoang đường, nhi thần suy đi nghĩ lại vẫn quyết định phải nói với phụ hoàng. Việc của thái tử không có lớn nhỏ, con kể tỉ mỉ đi. Nhi thần nghe nói, hôm nay Hoàng Huynh và Từ Kế Bình ở Tý Xuân Lâu suốt cả ngày, mãi đến khuya mới đi ra khỏi Tý Xuân Lâu. Việc này là tin đồn trong dân gian hay là có thật, nhi thần không dám nói bừa, là công nhân trong phủ nhi thần tối nay ra ngoài, tình cờ thấy Hoàng Huynh và Từ Kế Bình đi ra khỏi Tý Xuân Lâu, còn hướng hộ vệ đánh tiếng, mới biết Hoàng Huynh và Từ Kế Bình hôm nay, từ giờ, ngọ đã vào Tý Xuân Lâu, trong khoảng thời gian đó chưa từng ra ngoài, thân là thái tử đại hạ, lại lưu luyến thanh lâu gây rối, sách thánh hiền điều điện vào lỗ tai chó cả rồi sao? Phụ hoàng bớt giận, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tên Từ Kế Bình đó y mình là Bình Nam Vương Thế Tử, ngông cuồng, nói là đệ nhất của học Kinh Thành cũng không quá. Hoàng huynh thân thiết với Từ Kế Bình quá, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ý con là, Bình Nam Vương thống lĩnh biên quân đã nhiều năm, lại là binh mã đại nguyên soái của đại hạ ta. Từ Kế Bình dám dẫn thái tử làm loạn, chỉ là bề ngoài. Thực chất là quyền lực của Bình Nam Vương quá lớn, thậm chí dám không tuân chiếu chỉ mà tự ý về kinh, căn bản không coi phụ hoàng ra gì. Theo nhi thần thấy, nên dạy dỗ Bình Nam Vương một chút. Con nói đúng, chấm ngày thường, quá nuông chiều mấy tên thần tử này, Vương Công Công. Vâng, bệ hạ có gì dạy bảo. Truyền, thái tử và Từ Kế Bình lập tức tiến cùng gặp chấm. Vâng. Từ Kế Bình, tên tiểu vương bát đản. Ta lập tức sai tiểu tử đi bảo Triệu Ngọc đón Sở Hùng ra. Hùng nhi tính xấu còn nhiều, bị người ta bắt vào lao ngục, nếm chút khổ đầu mài giũa tính tình lão phu không nói gì. Những người hỏi cho rõ, tên tiểu vương bát đản này hôm nay ở Tý Xuân Lâu đã làm gì hương hương, nhất định phải cho lão phu một lời giải thích. Nói thật đi, rốt cuộc đã làm gì? Con ta thật sự chẳng làm gì cả, chẳng qua chỉ đến Túy Sinh Long nghe chút khúc thôi. Nghe khúc, lão phu mà tin lời nói dối của ngươi, thì cây sắt cũng phải nở hoa rồi. Hương hương, con đừng sợ, tên tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì con? Mạnh dạn nói cho bá phụ biết, bá phụ sẽ chống đựng cho con. Ngươi đừng có diễn kịch nữa, lúc đó trói ta trên thuyền hoa rồi rót sân dược, ngươi đâu có như vậy, việc tên tiểu thế tử ngươi làm, lão phu nghe xong cũng khó mở miệng, hương hương lại làm sao nói ra được, tên tiểu vương bát đản này, bắt hương hương mặc y phục hở hang như vậy, lúc rửa chân, mát xa, còn phải làm mẫu cho đám nữ tử thanh lâu xem. Một khuôn mặt già của ta Sở Hoài An cũng bị tên tiểu vương bát đản này dẫm dưới đất rồi. Từ vương gia, lúc này ta làm sao nhịn được? Giết ta đi, nếu hôm nay ta tha cho ngươi. Được thôi, ngươi yên tâm, ta bây giờ sẽ học theo những kẻ đại nghĩa diệt thân, vì dân trừ hại. Đừng làm chọc giận ta nữa, ở trước mặt lão đệ thì đừng diễn nữa. Cả kinh thành ai mà không biết lão tử nhà ngươi chỉ có một mầm non này, còn hy vọng hắn nối dõi tông đường. Hoài An à, chuyện đã xảy ra rồi, người ta ở đây tranh luận, bổn vương đây có một cách, Kế Bình và Hương Hương vốn là một đôi oan gia trời sinh, ta thấy để Kế Bình đi. Không được đâu cha, tự do yêu đương, cha không thể sắp đặt hôn nhân của con, nếu để con tự do, con sẽ khiến cha sống ít hơn vài năm, đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, trước thành gia sau lập nghiệp, thằng nhóc con chỉ thiếu một người con gái như Hương Hương. Cha, Từ Kế Bình như vậy mà khi dễ con gái nhà ta, tuyệt đối không thể gả cho hắn. Mệnh lệnh của cha mẹ, lời nói của mai mối, con từ nhỏ đã nghịch ngợm, tính cách lại giống nam nhi, tên tiểu vương bát đản này cũng là lão phu nhìn nó lớn lên, bản tính không xấu, con gả về rồi khéo léo dạy dỗ, tương lai cũng là nhân tài kiệt xuất của đại hạ ta. Vương Công Công sao? Tướng quân, sao ngài cũng ở Bình Nam Vương phủ? Vương Công Công, Vương Công Công, đêm khuya đến bổn vương phủ, chẳng lẽ bệ hạ có chỉ thị gì sao? Bệ hạ có chỉ, triệu Bình Nam Vương Thế Tử Từ Kế Bình, lập tức vào cung diện thánh.
Bệ hạ có nói là việc gì không? Vương gia, tâm tư của bệ hạ, thần làm sao dám suy đoán bừa bãi, nhưng tối nay tâm tình của bệ hạ không được tốt lắm. Hôm nay ngươi còn làm gì nữa? Sao lại khiến bệ hạ nổi giận? Ta chỉ đến Túy Xuân lâu một chuyến thôi, từ bá phụ hắn còn dẫn thái tử điện hạ đi Thanh lâu, còn để mấy cô kỹ nữ cùng hầu hạ thái tử điện hạ. Người người đúng là súc sinh. Hôm nay dẫn thái tử đi chơi gái, người muốn đánh cược mấy cái đầu, sao dám làm loạn như vậy? Ta, ây khoan khoan khoan. Ta và thái tử chỉ bàn về việc nước, tuyệt đối không vì thú vui sắc dục. Vương gia, bên kia bệ hạ còn đang đợi lão nô về phục mệnh, ta xin lui cho ngài xử lý vết nhà trước. Thế tử với tư cách là bằng hữu của thái tử, ngày ngày chẳng chịu tiến thủ, làm bậy làm bạ kéo theo thái tử. Ta biết người không muốn làm thái tử, nếu người không muốn làm, mau nói cho trẫm biết. Trong biên giới đại hạ có mười mấy đứa con phạm tội bị đày ải vì tội danh ông nhục hoàng gia. Sao vậy? Người có ý kiến với phụ hoàng sao? Phụ hoàng, hôm nay nhi thần đã nghĩ thông suốt một việc, vị trí thái tử này, nhi thần không làm nữa. Xong rồi, nhi đệ lần này đã hoàn toàn buông xuôi, nhìn khắp kiếp trước kiếp này, đệ ấy là người đầu tiên vì chút chuyện này mà nhìn thấu hồng trần. Từ Kế Bình, đứng lâu như vậy, ngươi là người đầu tiên đâm lao sau lưng trẫm. Từ Kế Bình, thái tử biến thành bộ dạ như bây giờ, không thể thoát khỏi liên quan đến ngươi, nên xử tội thế nào đây? Bệ hạ, thần bị oan, ta và thái tử đến Túy Xuân lâu không phải để tìm hoa hỏi liễu, mà là để chiêu đãi sứ thần đại nghĩa. Từ Kế Bình, ngươi không phải đang trêu chọc bệ hạ chứ? Chiêu đãi sứ thần ở Thanh lâu, nếu là thật, chẳng phải là để cho đại hạ ta mất mặt sao? Nhị đệ, Thanh lâu thì làm sao? Đại hạ quốc của ta cần cái mặt mũi này để làm gì? Có thể để cho bách tính ăn no bụng, hay là có thể để cho người mất chỗ ở đại hạ không thể an cư lạc nghiệp? Buồn cười, chẳng lẽ thái tử cho rằng chỉ cần đại sứ sứ thần đến Thanh lâu thì có thể dâng hai tay lên sao? Bổn cung có 7 phần 8 chắc. Đại ca, ta thấy người bị tiểu tử Từ Kế Bình này rót canh mê hồn. Nếu đại ca thực sự dùng cách này để đạt được hai thứ kia, nhị đệ ta sẽ viết chữ châu ngược lại. Hỗn trướng, chuyện quốc gia đại sự sao có thể dùng để nói đùa? Từ Kế Bình dám mê hoặc thái tử, sợ là luật đại hạ của ta đã sớm định tội xử hắn. Phụ hoàng, nếu Từ Kế Bình thật sự có tội, xin phụ hoàng xử trí thần cùng tội. Chấm trước kia thường lo lắng tính cách của Hoa Nhi quá yếu đuối, luôn không thể gánh vác được sỉ nhục của quân chủ. Nhưng hôm nay, chấm nhìn thấy huyết tính trong lòng Hoa Nhi, chấm trong lòng rất là an tâm. Từ Kế Bình, ngươi làm rất tốt. Thần tạ ơn bệ hạ khen ngợi, sắc trời không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai giờ ngọ, sứ thần đại nghĩa sẽ đến. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, hai người các người thay chấm tiếp đón sứ thần đại nghĩa. Tại sao không thấy bóng dáng của thái tử và Từ Kế Bình? Bệ hạ không phải đã sai các người ra thành nghênh tiếp sao? Ta cũng không biết. Thái tử và Từ Kế Bình, hai tên vô dụng đó, không thể thành tựu được gì. Có lẽ tối qua bệ hạ chỉ là muốn khích lệ ngươi, mới cố ý nói những lời đó. Chỉ cần ngươi làm tốt hai thứ đó, bệ hạ nhất định sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Những thứ này đều là ta từ trong cung tốn công chọn lựa kỹ càng ra những bảo vật tốt nhất. Bây giờ ngay cả bóng dáng của thái tử cũng không thấy. Không ai có thể cướp được hai thứ đó từ tay chúng ta. Đại nghĩa sứ thần. Hai vị bằng hữu từ phương xa đến, bổn vương chính là nhị hoàng tử đại hạ, hoan nghênh hai vị từ xa đến, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ, bổn cung là mẫu phi của nhị hoàng tử, đến đây nghênh tiếp hai vị, mời hai vị an tọa. Tại sao hôm nay không thấy bệ hạ đại hạ hoàng đế đón tiếp hai ta đến đây? Hai vị xin hãy bình tĩnh, phụ hoàng sẽ đến ngay thôi. Hôm qua phụ hoàng sai ta và thái tử cùng đón tiếp hai người, nhưng không biết tại sao thái tử lại không xuất hiện. Ta đồng ý đi sứ đại hạ từ sáng sớm, chưa kể đại nghĩa ta và đại hạ không thua kém nhau, nay đến thăm đại hạ, hơn nữa còn viết thư thể hiện sự thân mật cho quốc chủ đại hạ, lại bị nhị hoàng tử đại hạ coi thường như vậy. Mời hai vị xem, ta và mẫu phi đã chuẩn bị một số bảo vật, mong hai vị sứ giả đừng khách khí. Cảm tạ sự ưu ái của nhị hoàng tử đại hạ, những lễ vật này, tin rằng quốc chủ đại nghĩa của chúng ta cũng sẽ rất vui mừng. Nhị hoàng tử điện hạ, đây là quốc thư của đại nghĩa quốc chúng ta, xin hãy chuyển giao cho bệ hạ đại hạ hoàng đế. Bổn vương nghe nói lần này hai vị đến đại hạ của ta, còn mang đến một loại lương thực cực kỳ quý giá.
Nhị hoàng tử của Nhiên có tin tức nhanh nhạy, loại lương thực này cực kỳ quý giá. Có được vật này, đại nghĩa của chúng ta sẽ không còn nạn đói kém nữa. Đó là cơ sở lập quốc của đại nghĩa chúng ta. Nói như vậy, quả thực là quý giá vô cùng. Bổn vương lo lắng cho vạn dân đại hạ, muốn đổi lấy từ hai vị, không biết hai vị muốn gì. Đây, mang bọn chúng đi. Các người chính là sứ thần đến từ đại nghĩa, cầm y vệ. Rốt cuộc là ai cho phép các người tự tiện xông vào đây? Bọn ta cũng là tuân mệnh hành sự, mong nhị hoàng tử thứ lỗi, mang bọn chúng đi. Đây, đây, nhị hoàng tử điện hạ, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ đây chính là lễ nghi đón khách của đại hạ sao? Hai chúng ta là sứ thần của đại nghĩa, đại hạ lại hành động như vậy, chẳng lẽ là muốn khai chiến với đại nghĩa chúng ta sao? Lục Xuyên, ngươi điên rồi à? Dám tự tiện xông vào hoàng cung, bắt giữ sứ thần đại nghĩa. Việc này cũng là tuân mệnh hành sự, cầm y vệ bách vô cấm kỵ, chỉ là quy củ do bệ hạ định ra. Hai vị sứ giả này là do phụ hoàng tự mình muốn tiếp đãi. Ngươi tự hỏi mình xem, trên cổ có mấy cái đầu đủ để chém. Ta không biết sứ giả đại nghĩa nào cả. Đại nhân chúng ta bảo ta bắt ai thì ta bắt người đó. Nếu có một ngày, đại nhân chúng ta bảo ta đến bắt nhị hoàng tử, ta cũng phải bắt. Ngươi đừng lấy cái gọi là đại nhân nhà ngươi ra dọa người. Bắc chính phủ tư đại nhân đã bỏ trống nhiều năm rồi. Ngươi thật cho rằng bổn vương không biết sao? Nhị hoàng tử điện hạ, tin tức của ngài hơi lạc hậu rồi. Là ai? Bổn vương thật muốn xem là ai cho gan như vậy. Bình Nam vương thế tử. Đại ca, ngươi để Lục Xuyên dẫn người trực tiếp vào cung bắt người, có phải hơi quá rồi không? Nhị đệ, lời ngươi nói không đúng, bắt là sao chứ? Ta là mời hai vị sứ thần đại nghĩa đến Thúy Xuân lâu câu lan đường. Những gì ta vừa nói với ngươi, ngươi nhớ chưa? Từ thế tử, thái tử điện hạ, theo yêu cầu của ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Nhớ nhé, chút nữa mấy thứ rượu đó, xuân dược nhất định phải bỏ đủ vào, còn cả hai củ hành giả kia cũng phải đủ mạnh. Thế tử, ngài cứ yên tâm, tôi còn gọi cả quá phụ thủ Tiết Bà 10 năm ở phía Tây Thành đến đây, cái gì cũng chuẩn bị tốt cả rồi. Nếu không có gì thì ngươi lui xuống trước đi. Dạ vâng. Các ngươi là người nào? Các ngươi làm gì vậy? Sao lại làm việc kiểu này? Đây là khách quý của ta. Cút ra ngoài, cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài cho ta. Hai vị đừng quá căng thẳng, ta không có ác ý gì với hai vị đâu. Mời ngồi trước. Ta là Bình Nam Vương Thế Tử, vị này là Thái Tử Đại Hạ Chư Hoa. Bái kiến Thái Tử, mời ngồi. Đây, Thái Tử Điện Hạ không đến Hoàng Cung nghỉ ngơi, lại phí sức như vậy, mời hai ta đến Thành Lâu. Hoàng Cung quá buồn chán, hai vị từ xa đến, ta cũng muốn tận tình chiêu đãi. Tí Xuân Lâu này chính là một chỗ vui chơi lớn của Đại Hạ chúng ta. Hai vị có biết chế độ hội viên cao cấp của Túy Xuân lâu này cần bao nhiêu lượng bạc không? 100 lượng. 100 lượng ư? 100 lượng chỉ để bước qua cửa lớn Túy Xuân lâu cũng đủ khó khăn rồi. Đây là trang phục tắm rửa do đại hạ chúng ta chế tác, chẳng phải nói 1 vạn lượng mới đủ sao? 1 vạn lượng. Hai vị có biết tại sao chúng ta phải phí sức mời hai vị đến đây không? Nếu là việc công thì làm việc công luôn, nhưng vội quá chỉ sợ hai vị sợ rằng rất khó được hưởng thụ dịch vụ tuyệt vời như tiên cảnh này. Chính là Thái tử Điện Hạ muốn chiêu đãi hai vị cho tốt, nên mới nghĩ ra diệu kế này. Ngào lão nương! Thế tử, ngài tìm nô gia có gì sai bảo vậy? Hai vị này là quý khách của ta và Thái tử Điện Hạ, hãy dùng đẳng cấp cao nhất để chiêu đãi cho tốt. Thế tử cứ yên tâm, nô gia nhất định sẽ bảo người hầu hạ hai vị cho thật thoải mái. Hai vị, mời theo nô gia đến phòng bên cạnh, mời. Thế tử, Thái tử Điện Hạ, việc này có vẻ không ổn lắm. Chúng ta lần này đến sứ, nhưng chỉ có chính sự phải giải quyết thôi. Như thế này, không sao, không sao đâu. Đại nghĩa sao có thể bằng đại hạ chúng ta? Trước hết cứ chơi vài ngày cho thoải mái ở kinh thành đã, rồi hãy bàn chuyện chính sự. Phía bệ hạ cứ để chúng ta đi nói. Đây là một phần hảo ý của người ta. Hơn nữa chúng ta đi đường xa đến đây, vất vả mệt nhọc, nhưng biết nói lung tung thì được gì chứ? Từ thế tử, chỉ là cái giá 1 vạn lượng bạc cao như vậy, sợ rằng chúng ta hai người. Không giấu gì hai huynh đệ, hai vị nhà ta vừa gặp đã thân thiết, sao có thể để huynh đệ chi tiền chứ? Tiền này ta trả, để các huynh đệ hưởng thụ cho tốt. Đi thôi, đi thôi.
Vậy thì xin đa tạ, mời. Công chuyện Pudu xuống miệng là. Chỉnh. Đại ca, việc này thật sự có thể được sao? Nếu bị phụ hoàng phát hiện, sợ là... Thái tử à, tối qua đệ đối đáp với bệ hạ phong thái đó đâu rồi? Đệ cứ yên tâm trăm phần, việc lương thực cứ giao cho ta. Hôm nay ta sẽ cho bọn chúng biết, xưa này vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Vị đại gia này, ngài nằm sấp xuống để hầu hạ. Đại gia mời ngài nằm sấp ạ. Sướng quá, quả nhiên là đại quốc duy nhất ở phương Đông. Phương pháp hưởng thụ này thật là độc đáo. Đông phương vĩ đại đại quốc, cái hưởng thụ chi pháp, đều như thế đặc biệt. Này, đại gia, chúng ta chờ cái khác đi. Còn có phương pháp mới lạ nào khác không? Đại gia ngài coi thường Túy Xuân Lâu chúng tôi quá rồi. Cả đại hạ, chỗ nào có cách hầu hạ như thế này, cũng chỉ có Túy Xuân Lâu của chúng tôi thôi. Đại gia cứ hưởng thụ cho tốt là được. Hai vị đại gia, đây là rượu mạnh đặc chế của Túy Xuân Lâu chúng tôi, rất đáng thưởng thức. Chụp. Chụp, chụp đi. Đây, đây là ý gì vậy? Ý gì à? Bổn thế tự hào tâm bỏ tiền để các người hưởng thụ dịch vụ của Túy Xuân Lâu. Các người to gan thật, lại còn ức hiếp thần dân đại hạ ta. Từ thế tử, việc này dựa vào đâu mà nói ra vậy? Là bà quá phụ nào đột nhiên gây chuyện, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chúng tôi. Đúng vậy, hai chúng tôi trong sạch, thân thể trong sạch mấy chục năm, lại để hai vị sứ thần làm nhục như vậy. Ta còn mặt mũi nào mà đối diện với phu quân đang chờ đợi ta? Các người điên rồi à? Người vụ khống. Thế tử, lúc bắt đầu hầu hạ chúng ta là hai cô nương yểu điệu, nhưng không biết sao, chớp mắt một cái đã biến thành hai quá phụ già. Cho dù chúng ta có khát khao đến mấy, cũng không đến mức như vậy. Sao lại nói năng kiểu đó? Chúng ta hai người tuy tuổi đã ngoài 50, nhưng vẫn còn sự quyến rũ nguyên vẹn. Sao lại là hai lão già? Hai vị ra ngoài trước đi, ta và Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Hai vị, bổn thế tử chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, chỉ tin tất cả những gì mắt mình nhìn thấy. Các người tuy không phải thần dân đại hạ, nhưng các người đang ở trên đất đại hạ thì phải tuân theo pháp luật và quy củ của đại hạ ta. Áp bức bách tính, cưỡng đoạt dân nữ là tội nặng. Người đâu, trói hai tên này lại, trói bọn chúng lại áp giải vào quan phủ. Thế tử, chúng ta bị oan. Thả ta ra, thế tử, chúng ta bị oan. Các người có bằng chứng gì? Ta và Thái tử tận mắt nhìn thấy, bức tranh trong tay ta chính là bằng chứng. Giờ đây nhân chứng vật chứng đều đủ, bằng chứng như núi. Các ngươi còn gì muốn nói nữa không? Ta là sứ thần đại nghĩa mà lại đối xử như vậy, không sợ đại nghĩa phát binh đánh chiếm các ngươi à? To gan thật, lại dám đe dọa bổn thế tử trước mặt mọi người. Đại hạ ta cũng là đại quốc hùng mạnh, tinh binh dũng tướng nhiều vô kể. Chẳng lẽ sợ một đại nghĩa nhỏ bé các ngươi khởi binh xâm phạm đại hạ ta? Dù như thế nào nhất định trừng phạt. Theo luật pháp đại hạ ta, kẻ làm nhục bách tính trước mặt mọi người, ngày thứ nhất phải diễu phố thị chúng, ngày thứ hai xử tử ở linh trì. Bất quá bổn cung ngược lại muốn cho các ngươi một cơ hội. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, chỉ cần Thái tử Điện Hạ tha cho hai ta, cũng để cho hai ta hoàn thành chính sự. Đây chính là toàn bộ lương thực. Toàn bộ lương thực đều ở đây, chúng ta chuẩn bị đổi lấy một số điều kiện với đại hạ. Muốn đổi lấy cái gì? Đa tạ.
Đừng tưởng Thái tử Điện Hạ có lòng tốt tha cho ngươi mà dám dở trò trước mặt bổn Thế tử. Cho ngươi 3 ngày, nếu vẫn không nói, bổn Thế tử sẽ giết các ngươi. Thế tử, ta nói đây. Cố Sở biết hiện giờ bách tính đại hạ đang khổ sở, để hai ta mang theo lương thực đi thương lượng, lấy lương thực và quân binh làm quân bài, yêu cầu đại hạ nhượng lại thành trì. To gan thật, dám đòi lãnh thổ của đại hạ ta. Thế tử, Thái tử Điện Hạ, bệ hạ đến rồi. Từ Kế Bình, ngươi to gan thật, ngươi chỉ là một thế tử mà dám xông vào cung cấm bắt người, hơn nữa còn ép buộc sứ thần quỳ xuống, làm loạn như vậy, coi phụ hoàng ta ở đâu, coi đại hạ ở đâu. Nhị hoàng tử của thật chẳng hiểu chuyện, thế mà cũng xứng làm hoàng tử của hoàng thất đại hạ sao? Miệng lưỡi sắc bén, ngươi có biết lần đàm phán này liên quan đến chuyện trọng đại, là vì sinh cơ của bách tính đại hạ ta, ngươi làm loạn như vậy, đại hạ ta làm sao có được lương thực đây? Lương thực ư, bổn thế tử đã lấy được rồi, không cần nhị hoàng tử phải bận tâm. Buồn cười, Từ Kế Bình, ngươi rõ ràng không hiểu chuyện, lại còn nói bừa trước mặt bệ hạ. Ngươi nói ngươi lấy được lương thực, đâu? Từ Kế Bình, ngươi làm bậy cũng đã đành, lại còn kéo cả Thái tử Điện Hạ vào. Trước kia Thái tử vốn thuận lương, từ khi kết giao với ngươi, không biết đã làm bao nhiêu chuyện sai trái. Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự lấy được lương thực rồi à? Nếu không phải vậy, thì là lừa vua dối thiên hạ. Bệ hạ, lương thực liên quan đến đại sự, thần không thể nói bừa được. Từ Kế Bình, đến giờ ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ, mấy năm trước đại hạ ta tặng bao nhiêu châu báu, đại nghĩa vẫn không chịu giao lương thực cho đại hạ ta, giờ ngươi ép người ta quỳ xuống, người ta lại đưa cho ngươi. Nhị hoàng tử, ngươi làm không được không có nghĩa là người khác không làm được, phải hung hăng dày vào bọn chúng mới chịu nghe lời, mới biết sợ. Bệ hạ, đây chính là lương thực, nhị hoàng tử xem kỹ trong túi đựng cái gì, nhị hoàng tử, xem kỹ trong túi này có phải lương thực không? Không thể nào. Tốt, quả nhiên giống y như trong tranh, mọi người đứng dậy đi. Không thể nào, ta hiểu rồi, chắc chắn là người bắt cóc sứ thần, ép buộc bọn chúng giao ra lương thực. Phụ hoàng, Từ Kế Bình lấy được lương thực, nhưng làm như vậy nhất định sẽ chọc giận đại nghĩa. Nếu khiến hai nước bất hòa gây chiến tranh, Từ Kế Bình, người sẽ là tội nhân muôn đời. Hoàng Nhi nói không sai, đại hạ ta chính là nước có lễ nghi, nếu vì mục đích mà không từ thủ đoạn cưỡng đoạt, chẳng phải sẽ làm mất thanh danh của đại hạ ta sao? Thái tử Điện Hạ là chữ quân, tại sao biết rõ Từ Kế Bình làm sai, tại sao không khuyên can, ngược lại còn tiếp tay làm ác? Lệ Phi Nương Nương sao biết, ta dùng thủ đoạn cưỡng đoạt, chẳng lẽ Lệ Phi Nương Nương có yêu thuật, có thể biết trước những gì người khác không biết? Yêu thuật gì? Bổn cung không biết gì cả. Yêu thuật, ngươi nên giải thích rõ với bệ hạ đi. Bệ hạ, thần chỉ là muốn cùng Thái tử Điện Hạ mời 2 vị sứ thần đến Túy Xuân Lâu, hưởng thụ dịch vụ tắm rửa, chăm sóc cơ thể. Nào ngờ 2 vị sứ giả lại vô cùng háo sắc, đem trương của phụ và vương của phụ đi ngang qua lôi vào phòng, muốn làm chuyện không đứng đắn. Thần sao có thể để bách tính đại hạ bị người dị tộc làm nhục? Thần lập tức phá cửa xông vào, cứu 2 vị của phụ. Bệ hạ, việc này thần và thái tử đều tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người hôm nay đến Túy Xuân Lâu đều biết chuyện này. Thần muốn theo pháp tắc triều ta xử lý tội của họ, nhưng 2 vị sứ giả này muốn dùng lương thực để chuộc tội nên thần đã thả họ đi. Hỗn xược, lăng nhục 2 lão bà như vậy, chẳng lẽ đại hạ ta không còn người sao? Từ Kế Bình, việc này ngươi làm rất tốt. Nhị hoàng tử còn cho là ta cưỡng đoạt sao? Chỉ là mèo mù vơ ca rán thôi, chút chuyện này không có gì đáng để đắc ý. Phú hoàng vì đại ca đã lấy được lương thực, nên thần sẽ không tham dự việc này nữa. Thần và mẫu hậu xin cáo lui trước. Đại ca, vừa rồi huynh có cảm thấy mặt đất rung động một chút không? Có lẽ là động đất. Bệ hạ có tưởng vân. Phụ hoàng phúc lớn như trời, trời sinh tưởng vân, là phúc khí của đại hạ ta, là phúc khí của thiên hạ. Chúc mừng phụ hoàng. Chắc cách trị quốc của trẫm đúng với luân thường, nên làm cảm động thượng thiên, mới giáng xuống tưởng vân. Đại hạ lập quốc 100 năm, đây là lần đầu tiên xuất hiện tưởng vân. Người đâu, xuống chiếu chỉ, phải đại xá thiên hạ, khắp nơi cùng mừng. Bệ hạ tuyệt đối không được,
Đây là điềm báo trước khi động đất, không phải tường vân gì cả. Đây là điềm báo đại hung. Từ kế bình, rõ ràng là tường vân. Ngươi lại nói là điềm đại hung. Ngươi có ý đồ gì? Đại ca, huynh nói bậy gì vậy? Mau nhận tội với phụ hoàng đi. Phụ hoàng, từ kế bình có lòng dạ hiểm độc, ẩn giấu tà tâm. Xin phụ hoàng hãy trị tội. Kế bình, chẳng lẽ ngươi coi sự bao dung của trẫm là tấm bùa hộ mệnh để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngay trước mặt trẫm mà ngươi dám nói bậy nói bạ, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Trẫm thấy ngươi lấy được lương thực nên tự mãn, không biết mình mấy cân mấy lạng. Ngươi đâu? Đem từ kế bình tống vào ngục, không có mệnh lệnh của trẫm, không được rời khỏi. Bệ hạ, ba ngày sau nhất định sẽ có động đất lớn, tấu chương của bách tính Lưu Ly sẽ truyền vào kinh thành. Nếu bệ hạ không tin, ba ngày sau sẽ rõ. Được, chấm cho người ba ngày. Nếu ba ngày sau không xảy ra tai họa lớn, người sẽ ở trong ngục cả đời. Tôn bá, gà quay này thơm thật đấy. Tiểu tổ tông, ngài vừa mới gây ra đại họa lớn như vậy. Này, này phải làm sao đây? Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi hoảng cái gì? Tôn bá, lần này ta gọi ngươi đến là có chuyện lớn nhờ ngươi đi làm. Tiểu tổ tông, ngươi hiện giờ đang ở trong ngục mà còn có tâm trí nghĩ chuyện khác sao? Ngươi hãy đem ruộng đất và tài sản trong nhà cùng các châu báu sắp xếp lại. Thế tử điện hạ, lần này ngài chọc giận chính là bệ hạ, không phải đại thần bình thường. Chuyện trong vương cung này, bạc không thể dàn xếp được. Ai nói ta dùng bạc để cứu mệnh chứ? Tôn bá à, người cứ bán hết ruộng đất tài sản, thu mua sạch sẽ lương thực. Điện hạ, tôi nghe nói con gái Sở lão tướng quân vô cùng dữ dằn, cho ngài uống không ít sơn dược. Thế tử điện hạ, ngài không phải bị sơn dược làm hỏng, mà đổi não rồi chứ? Tôn bá, bây giờ đầu óc ta rất tỉnh táo. Đại nạn sắp đến, giá lương thực nhất định sẽ tăng, lúc này chắc chắn là thời cơ tốt nhất để trục lợi. Tôn bá, ta chỉ hỏi ngươi, việc này có làm được không? Vương gia trước khi đi có dặn dò, nói là ngươi muốn làm loạn thế nào cũng được, nhưng ruộng đất tài sản thì không thể. Cái gì? Nếu ngươi không làm việc này cho ta, ta sẽ tự sát. Ta sẽ hỏi ngươi câu cuối cùng. Việc này có làm được không? Làm được, làm được. Ngài mau bỏ mảnh sứ xuống, cẩn thận làm bị thương chính mình. Vương gia, gia sản vương phủ chúng ta liều mạng, sợ là giữ không nổi rồi. Đại ca, đại ca, huynh họa lớn rồi. Phụ hoàng đổi trận lôi đình, mấy vị quan trước đây cầu tình cho huynh đều bị đánh roi cả. Rõ ràng là trời giáng tường vân, tại sao huynh lại khăng khăng nói là điềm đại hùng chứ? Nhị đệ, đệ không biết đấy thôi. Tuy ta đọc không nhiều sách, nhưng ta từng xem trong sách cổ, đây tuyệt đối không phải điềm lành. Đại ca, huynh là thế tử đại hạ quốc, huynh việc này huynh nắm chắc mấy phần? 9 phần, ta đã sai tôn bá đi vay tiền thu mua lương thực. Khi đại nạn xảy ra, giá lương thực nhất định sẽ tăng lên. Nhị đệ, nếu đệ có ý định kiếm tiền, thì lấy danh nghĩa thái tử đi các nơi thu mua lương thực. Đợi khi đại nạn bùng nổ, chắc chắn chúng ta chẳng phải sẽ kiếm bộn tiền sao? Bổn cung thấy việc này không ổn lắm. Bổn cung là thái tử chữ quân. Nếu thật sự là năm đại nạn, bổn cung càng nên lấy bách tính làm trọng. Nếu thật như vậy, chẳng phải là kiếm lời từ tai họa quốc gia sao? Nhị đệ ngốc quá. Kiếm tiền của bách tính thì mất lương tâm, nhưng mấy tên vương công quyền quý kia, ai nấy đều giàu nứt đố đổ vách. Đến lúc đó chúng ta lấy ra một nửa lương thực, bán cho bọn vương công quyền quý đó với giá gấp mấy lần, nửa còn lại thì trực tiếp phát cho bách tính. Vậy lúc đó hai huynh đệ chúng ta vẫn kiếm bộn, tiền của bách tính trả lại đầy đủ, vương công quyền quý thì mất tiền. Mấy hôm nay đầu óc đệ tính toán cũng sáng suốt đấy. Đại ca. Bệ hạ, có chuyện lớn không ổn rồi. Sao hoảng hốt thất thú vậy? Bình Nam Vương Phủ đang bán tháo ruộng đất tài sản, thu mua lương thực ổ ạt. Tất cả lương thực trong kinh thành đều bị mua sạch. Tiểu tử này bị giam lỏng mà vẫn không yên phận. Trong vòng 3 ngày, nếu xảy ra thiên tai, tiểu tử này sẽ bán lương thực với giá cao, cũng có thể kiếm một khoản tiền to từ tai họa quốc gia. Đúng là hủy hoại thanh danh cả đời của Bình Nam Vương. Sao lại sinh ra đứa con bất trị như vậy? Chuyện nhỏ này cũng đáng để ngươi hoảng hốt vậy sao? Bệ hạ, thái tử điện hạ cũng dính líu vào. Cái gì? Mẫu hậu,
Thái tử đến Bình Nam Vương phủ bán tháo gia sản. Thái tử điện hạ cũng đem rất nhiều châu báu Đông Cung bán đi rồi đi khắp nơi thu mua lương thực. Tên ngốc huynh trưởng của ta, chẳng lẽ thật sự tin lời nói nhảm của Từ Kế Bình, tự cho mình là vua trời sai xuống sao? Hoàng Nhi, thái tử ngu ngốc bệ hạ nhất định sẽ nổi giận. Nếu có người châm thêm dầu vào lửa, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, phế bỏ thái tử cũng không phải là không thể. Nhi thần chính có ý này, nhi thần bây giờ liền đi bái kiến người. Đúng đúng đúng, mấy cái bàn ghế này cũng khá đáng giá, cùng lấy đi bán luôn, hoàng thượng giá đáo. Đến rồi. Súc sinh, đồ nghịch tử phá gia, phá quốc. Ta tức chết mất thôi, làm thái tử một nước, cả ngày không chịu tiến thủ, lại còn đi theo tên Từ Kế Bình, tên tiểu tử hỗn láo kia làm bậy, lại còn bán tháo tài vật Đông Cung vì tư lợi, thái tử này là không muốn làm nữa hả? Phụ hoàng, thế tử từng thấy hiện tượng thiên hạ này trong một quyển sách cổ của thực là điềm báo đại nạn. Tuy nhi thần có kết giao riêng với tử huynh, nhưng tính cách của tử huynh, nhi thần rất rõ ràng, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, tử huynh tuyệt đối sẽ không liều lĩnh đến mức phá sản cũng mặc kệ. Lời thánh nhân trong sách thì không tin, lại tin sái cổ lời nói của tên tiểu tử Từ Kế Bình kia. Chẳng thấy là người đã quyết tâm muốn cùng Từ Tế Bình làm một ruột rồi, có đúng không? Bệ hạ, sao vậy ạ? Thần thiếp ở ngoài Đông Cung đã nghe thấy tiếng bệ hạ rồi. Còn không phải tại tên bất trị này. Bệ hạ, thái tử nghe lời dị đoan thì còn có thể khuyên bảo sửa đổi. Nhưng Tưởng Vân là đại sự cả nước, đây là thượng thiên chiếu cố. Nếu bệ hạ bất kính với thượng thiên chiếu cố thật sự sợ là sẽ biến thành tai ương. Ai phi nói có lý. Phụ hoàng, thái tử càng ngày càng muốn kiếm lời từ tai họa quốc gia, bất quá chỉ là bị tiểu nhân che mắt mà thôi. Mong phụ hoàng tha thứ. Tên kia, ngươi đừng vu khống. Bổn cung khi nào buồn chất lợi từ vương quốc, có phải là điều thái tử trong lòng đang nghĩ không? Thái tử tự biết, phụ hoàng sáng suốt, nhi thần tuyệt không có ý đó. Đủ rồi, nghe đây thái tử nghe lời dị đoan, không những không lấy thân làm gương cho bách tính thiên hạ noi theo, ngược lại cả ngày chỉ nghĩ cách vơ vét của cải bách tính. Chấm nghe nói Từ Kế Bình là huynh đệ tay chân của ngươi, vậy ngươi cũng đi ngục đi bầu bạn với huynh đệ tốt của ngươi đi. Ba ngày này nếu vẫn không biết hối cải, phế bỏ ngôi vị chữ quân của ngươi. Chết tiệt, nhị đệ, để thấy đại ca buồn chán nên đến bầu bạn với đại ca à? Đây là vật gì vậy? Thôi bỏ đi, đại ca, bổn cũng bây giờ coi như cùng khổ với huynh rồi. Phụ hoàng nói nếu ba ngày nữa không có tai họa, liền muốn phế bỏ ngôi thái tử của ta. Hỏng rồi, nhị đệ, để cùng ta lâm vào cảnh ngộ, vậy buôn bán của chúng ta phải làm sao đây? Chuyện buôn bán huynh không cần lo lắng, bổn cung đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi. Bổn cung sớm biết phụ hoàng biết chuyện này, sẽ chút giận lên ta. Đại ca, toàn bộ sản nghiệp và danh tiếng của bổn cung đều giao cho huynh cả rồi. Cứ yên tâm, ngôi thái tử của đệ vững như Thái Sơn, không ai giành mất đâu. Từ Kế Bình à, không ngờ ngươi đã vào ngục rồi mà còn dám nói khoác. Thái tử à, không đúng, ngươi sắp không phải thái tử nữa rồi. Trừ Hữu, nếu ngươi đến đây để cười nhạo ta, thì bây giờ ngươi có thể đi được rồi. Không không không, lần này ta đến đây là để cảm ơn ngươi. Nếu không phải đại ca ngươi tự tìm đường chết, ngôi vị thái tử này, không biết đến năm nào tháng nào ta mới có thể đoạt được. Bên cạnh ta có người của ngươi. Chính là ngươi mật báo lên hoàng thượng phải không? Nhị hoàng tử, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta chịu chết thật sao? Từ Kế Bình, ngươi không phải đang nghĩ, ba ngày sau sẽ có đại nạn xảy ra chứ? Ảo tưởng hão huyền, ta thấy ngươi thật sự là uống nhiều xuân dược quá nên bị bệnh não rồi. Đáng tiếc lão già nhà họ Sở kia không chém ngươi một nhát. Chuyện này cũng là các người khoe khoang à? Sở Hùng bất quá chỉ là một tên võ phu, vài ba câu là bị bổn hoàng tử lừa gạt, ban đầu chỉ muốn để Sở Hùng gây phiền phức cho ngươi thôi, không ngờ Hương Hương bị người quyến rũ, lại còn đánh Sở Hùng đến nửa thân bất toại, ngược lại lại giúp bổn hoàng tử có đáp án. Đây là bữa ăn cuối cùng bổn hoàng tử đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, đại ca ngươi cũng đừng nóng vội, đợi ta trở thành thái tử, giết chết lão Trừ Trần kia, lúc đó ngươi không chết thì ta lại đưa ngươi lên đường. Trừ Hữu, ngươi dám làm phản. Chính là lão bất tử đó ở bên cạnh hoàng thượng quá lâu rồi. Ngươi không sợ ta tố cáo ngươi với phụ hoàng sao? Sớm mai triều hội,
Diêu Hướng sẽ đề xuất việc phế bỏ. Phụ hoàng đã thất vọng tràn trề về ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành phế thái tử. Phế thái tử các triều đại, kết cục đều không mấy tốt đẹp. Dù sao ngươi cũng quá bi thảm. Kẻ tự cho mình tài giỏi thì nhiều lắm. Đại ca, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bước ra khỏi ngục này sao? Đại ca, ngươi nghĩ ngươi còn có thể bước ra khỏi ngục này sao? Đại ca, nhị hoàng tử tính toán thật là hay, chút tính này đều đánh vào mặt ta rồi, nhưng ba ngày kỳ hạn chưa đến, hiu chết về tay ai vẫn chưa biết được. Nhị hoàng tử, đừng kiêu ngạo quá. Từ Kế Bình, ta phát hiện ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ, ngày mai đúng giờ, bổn hoàng tử chờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bệ hạ, thái tử chính là trụ cột tương lai của nước ta, phế bỏ một cách nhẹ nhàng, sợ là sẽ làm dung chuyển quốc bổn quốc. Bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ. Bệ hạ, từ xưa thái tử lập trường không lập hiền, thái tử phạm sai lầm lớn, bệ hạ trừng phạt nặng là được. Bệ hạ, thần cho rằng việc phế bỏ tuyệt đối không thể. Thái tử đã trải qua 4 năm, 4 năm này thái tử có công ích gì không? Không có công lao gì, cả ngày chỉ kết giao riêng với Bình Nam Vương Thế Tử. Thần cho rằng Bình Nam Vương Thế Tử dùng lời yêu ma mê hoặc, cũng nên giết đi để dẹp yên lòng dân. Bệ hạ, Bình Nam Vương Thế Tử ngỗ nghịch, nhưng Bình Nam Vương hiện giờ đã già yếu, vì đại vệ ta mà trấn thủ biên cương, nếu giết Thế Tử, sợ là sẽ làm nguội lòng Bình Nam Vương. Nực cười, chẳng lẽ lãnh thổ đại hạ ta là do một mình Bình Nam Vương đánh lấy sao? Ngươi hả, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có Bình Nam Vương mà không có bệ hạ sao? Được rồi, các khanh tâm sự thực lòng trẫm đều biết cả. Trẫm có ước định 3 ngày với Bình Nam Vương Thế Tử. Nếu bây giờ đến giờ ngọ mà không có tấu chương tai họa, trẫm sẽ phế bỏ thái tử, đuổi Bình Nam Vương Thế Tử ra khỏi kinh thành, đẩy đi biên cương, để phụ thân y là Bình Nam Vương ở biên cương mà dạy dỗ cho tốt. Bệ hạ, trẫm đã quyết, không cần nói nhiều. Bệ hạ, đã đến giờ ngọ, xin ra thánh chỉ. Bệ hạ, bệ hạ, động đất lớn ở Giang Châu, nơi đó là địa ngục trần gian, bách tính nhiều người không sống nổi. Cái gì? Lời này có thật không? Thần là thủ phủ Giang Châu, chi phủ đại nhân đã chết trong động đất, tai họa lớn ập xuống. Bệ hạ, việc này là sự thật, xin bệ hạ cứu bách tính Giang Châu của thần. Lời từ Thế Tử nói hóa ra là thật. Cảnh tượng lúc đó không phải Tường Vân, mà là điện báo đại nạn. Cho dù Bình Nam Vương Thế Tử tính toán chuẩn xác, nhưng y và chư hòa thái tử tích chữ lương thực, chẳng phải là lợi dụng quyền thế vì tư lợi sao? Thế này tuyệt đối không phải việc một chữ quân nên làm. Lão già kia, lúc này còn muốn đề cập việc phế bỏ thái tử nữa sao? Giang Châu gặp đại nạn, Diêu tướng vẫn muốn phế bỏ thái tử, chẳng lẽ trong lòng người, tai nạn của bách tính không bằng tranh đấu triều đình của chúng ta sao? Bổn tướng tuyệt không có ý đó. Bệ hạ, lão thần thấy phải lập tức trấn áp tai nạn, nếu còn chỉ hoãn vài ngày nữa, Giang Châu sẽ thành địa ngục trần gian, đến lúc đó oán khí bốc lên, bách tính oan thán, sợ là sẽ làm dung chuyển đại hạ. Lời sở tướng quân nói rất đúng, việc cấp bách trước mắt chính là giảm nhẹ tình hình tai nạn. Vì thế tử và thái tử có khả năng tiên tri, hơn nữa họ còn tích trữ một lượng lương thực lớn, bệ hạ không bằng giao việc trấn áp tai nạn cho họ. Một là có thể kiểm chứng xem có phải lợi dụng quyền lực vì tư lợi hay không như lời nói của họ, hai là cũng có thể xem xét năng lực trị quốc của thái tử. Truyền thánh chỉ của chấm, triệu thái tử và Hứa Thế Tử vào cung gặp chấm. Đại ca, đã gần qua nửa canh giờ rồi, nhưng trong cung vẫn chưa có tin tức gì. Nhị đệ vội gì chứ, đầu rơi máu chảy à? Huống hồ chúng ta cũng chẳng chết được. Nhị hoàng tử, ngươi đi đi lại lại, giống như con ruồi không chán à? Từ Kế Bình à,
Chỉ cần qua nửa canh giờ nữa, bổn vương sẽ là thái tử mới. Đại ca, bổn vương đã từng nói với ngươi rồi, đừng đi quá gần với tên ngoan cố vô dụng Từ Kế Bình. Kết cục hôm nay của ngươi hoàn toàn là tự chuốc lấy. Có người từ trong cung ra, Từ Kế Bình, ngày tốt của các người đã hết rồi. Cung lý lại rần là Xu Chí Bình, nhìn mình đã hào rứt đào thấu là. Bệ hạ có lệnh, triệu Bình Nam Vương Thế Tử Từ Kế Bình và Thái Tử lập tức vào cung yết kiến. Công công, thánh chỉ này có lẽ truyền nhầm rồi. Phụ hoàng không phải muốn phế bỏ thái tử sao? Nhị hoàng tử hãy cẩn thận lời nói. Thánh chỉ chính là lời vàng ngọc từ miệng bệ hạ. Lời nói của nhị hoàng tử, chẳng lẽ cho rằng đô tài này giả mạo thánh chỉ sao? Giang Châu động đất lớn, sắp có đại nạn. Thắng rồi, đại ca, chúng ta thắng rồi. Này nhị đệ, bình tĩnh lại, nhị hoàng tử. Bổn thế tử đoán ngôi chữ quần người cũng đừng mơ, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi thôi, nhị đệ, chúng ta đi. Từ Kế Bình, nhất định sẽ khiến người phải chết. Từ Kế Bình, lúc Giang Châu gặp đại nạn, người có biết không? Thần biết trời giáng đại nạn là do lỗi của chấm. Chấm đã không cai trị tốt, biên cương chiến sự không ngừng, bách tính đau khổ, đây chính là trời phạt chấm. Bệ hạ, nếu nghĩ như vậy thì của là sai lầm lớn. Kế Bình, ngươi dám dùng sử làm gươm? Ngươi có biết đạo sĩ dùng đồng làm gươm không, rồi mặc áo tu sĩ? Chuyện này thần tử nói thẳng, không thẳng thắn thì không thể hành đạo. Dùng sử làm gươm, dùng đồng làm gươm, nói hay lắm, nói hay lắm. Chấm không ngờ những lời này lại từ miệng Từ Kế Bình mà ra. Động đất chắc chắn không phải là tai họa do con người, chỉ là thiên tai. Khu vực Giang Châu nằm trên đai hoạt động địa chất. Động đất là kết quả của hoạt động địa chất. Tia sáng chúng ta nhìn thấy mấy ngày trước là ánh sáng địa chất, là hiện tượng cảnh báo trước khi động đất xảy ra, tuyệt đối không phải là trời phạt. Hoạt động địa chất, báo động động đất, Kế Bình, ngươi học được những kiến thức này ở đâu vậy? Thần thường thích đọc sách cổ, tình cờ biết được. Chấm định giao việc trấn áp tai nạn cho ngươi và thái tử đảm nhiệm. Phụ hoàng, việc trấn áp tai nạn rất quan trọng, nhi thần và thế tử. Lúc tích trữ lương thực có can đảm, bây giờ lại sợ sao? Ta bảo cho ngươi biết, việc này dù không muốn cũng phải làm, nếu làm không tốt, chấm sẽ trị tội hai người trước. Bệ hạ, thần muốn hỏi, việc trấn áp tai nạn này, bệ hạ cấp bao nhiêu lượng bạc? Một triệu lượng, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ làm việc này thật tốt đẹp. Một vạn lượng, bệ hạ. Chấm không đùa đâu, chấm là thiên tử. Lời vàng ngọc nói một vạn lượng là một vạn lượng, không phải là không muốn cấp nhiều hơn. Bởi vì có hai lẽ, còn cần rất nhiều thời gian mới có thể xong việc. Biên cương lại đang có chiến tranh, bạc trong kho của chấm mấy năm nay cơ bản đều dùng để trả lương cho binh lính biên cương. Chấm thực sự không lấy ra nhiều bạc hơn được nữa. Thần không phải là không muốn làm việc này, thực sự là khéo léo cũng khó nấu cơm khi không có gạo mà. Một vạn lượng bạc cũng chỉ đủ mua cho mỗi dân chạy nạn một cái bát vỡ, để họ ra đường ăn xin. Chuyện trấn áp tai nạn càng không thể bàn đến. Người đừng có lừa dối trước mặt chấm. Mấy trò chơi mới ở Lầu Xanh là do người nghĩ ra, một ngày cũng kiếm được mấy vạn lượng bạc lợi nhuận. Người tưởng chấm không biết sao? Tin tức này bệ hạ cũng biết. Của thực là thông tin linh hoạt, lấy của dân thì cũng phải dùng cho dân. Nhưng chấm muốn hỏi ngươi một câu, lương thực người tích trữ, ngươi định quyên góp hay bán? Thần định bán một phần, quyên góp một phần. Quyên cho ai và bán cho ai? Bán cho phú thương, quyên cho dân chạy nạn Giang Châu. Bệ hạ có biết vì sao đại hạ chúng ta hiện giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy không? Người biết nguyên nhân bên trong sao? Bệ hạ hãy nghĩ xem, từ thời Tiên Đế đã bắt đầu phong vương cho các hoàng tử, cái gọi là để hoàng tử thay thiên tử bảo vệ cương thổ đại hạ. Nhưng bệ hạ có biết không, cương thổ thì có hạn, nhưng con người thì sinh mãi không ngừng. Cứ phong vương đời này qua đời khác như vậy, các vương gia đại hạ sẽ làm đại hạ vỡ tung mất. Súc sinh, ai cho người dám bất kính với Tiên Đế, phong hoàng tử để bảo vệ cương thổ? Đây là mưu được lại còn được Tiên Đế đưa vào tổ huấn đại hạ. Người muốn chấm sửa đổi tổ huấn sao? Đưa đào phủ hướng về chấm.
Hoàng kế tổ xuyên, giang thủ đao, sân xiang trận. Nhưng bệ hạ đừng quên, đại hạ bây giờ đã trở nên khó khăn nặng nề, chồng chất. Nếu không thể đoạn thủ cứu thân, cải cách mạnh mẽ, đại hạ sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo sụt. Nếu như vậy, đại hạ của chúng ta... Đừng nói nữa, chuyện này còn chưa đến lượt một tên nhóc như ngươi nói. Chấm không quan tâm ngươi và thái tử dùng cách gì, đều phải làm tốt việc trấn áp tai nạn. Chấm còn có hai yêu cầu, một là không được lấy của dân chạy nạn một đồng nào, hai là phải cho dân chạy nạn ăn no. Huynh, ngươi thật dám nói mấy lời đó, vừa rồi bổn cung còn không dám nói một câu nào, bảo phụ hoàng giết chóc, đó là để cho, đôi tay phụ hoàng dính đầy máu tươi, sử sách ghi chép chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, việc này phụ hoàng tuyệt đối không thể làm, bệ hạ chẳng lẽ không biết sao, nhóm người giàu có nhất đại hạ chúng ta, chính là mấy vị vương gia đó, nếu có thể tịch thu vài phủ vương gia thì bạc cho việc trấn áp tai nạn, đâu còn là chuyện nhỏ nữa, nhị đệ, để theo ta về phủ một chuyến, hai ta bàn bạc cho tốt. Nhị hoàng tử, tướng quân sao lại khách sáo như vậy, mời ngồi. Không biết nhị hoàng tử tìm ta đến có việc gì? Ta nghe nói mấy hôm trước, người bị tên thế tử đó bắt vào ngục. Nhị hoàng tử cũng biết chuyện này, Từ Kế Bình hãm hại ta thực sự đáng ghét. Ta không chỉ biết người bị Từ Kế Bình giam giữ, bổn vương còn biết người có thể ra được là nhờ Hương Hương khống chế được hắn ta. Từ Kế Bình khinh miệt người nhà ta, ta đủ đường mà không giết, thực sự là mối hận trong lòng ta không thể nào nguôi ngoài. Dù chuyện hắn ta khó giết là sự thật, nhưng bổn vương và hắn cũng như nước với lửa. Bổn vương đây có một kế, có thể âm thầm diệt trừ Từ Kế Bình, chỉ là cần tiểu tướng quân người phối hợp với bổn vương. Không biết nhị hoàng tử làm gì, ta chỉ cần có thể giết được hắn ta. Thái tử điện hạ, thế tử, lão nô đã tổng hợp tất cả lương thực tích trữ thành sổ sách. Mấy ngày nay có không ít thương hộ hỏi giá muốn mua lương thực, hơn nữa giá cả, gấp đôi giá chúng ta tích trữ trước đó. Cứ tiếp tục tích trữ, bất kể ai hỏi giá cũng không bán. Không bán thế tử điện hạ, chỉ cần bây giờ chúng ta bán đi lương thực, dễ dàng có thể kiếm được gấp đôi lợi nhuận. Không bán, lão nô thực sự không hiểu nổi. Tăng Quốc, người lùi xuống trước đi. Này đại ca, chúng ta trước đó không phải đã nói là mỗi người một nửa sao? Sao giờ lại một hạt cũng không bán? Nhị đệ đừng đóng vội mà, ta biết tên này không kiên nhẫn được, người mua lương thực sắp tới rồi. Điện hạ, thái tử, công tử phủ sở tướng quân là Sở Hùng nói có việc cần gặp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, cho hắn vào. Bái kiến thái tử điện hạ, tiểu tướng quân không cần đa lễ, mau ngồi. Từ từ, người bước vào cửa lớn phủ Bình Nam Vương của ta, chỉ bái kiến thái tử điện hạ, không bái kiến ta là Bình Nam Vương thế tử sao? Hôm nay ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm thái tử điện hạ, nói chuyện làm ăn. Nhưng tiểu tướng quân tìm ta, nói chuyện buôn bán gì? Ta nghe nói thái tử điện hạ tích trữ một lô lương thực, ta muốn mua toàn bộ, rồi đưa đến biên cương để khao quân, không biết thái tử điện hạ có đồng ý không? Tất cả lương thực bổn cung tích trữ đều giao cho thế tử quản lý, việc này sợ là phải thương lượng với Hứa thế tử. Lương thực trong tay người rốt cuộc bán hay không bán? Người tìm ta mua lương thực xếp từ Tây Thành đến Bắc Thành, ta vì sao phải bán cho người? Người không bán cho ta, ta sẽ không để tỷ ta gả cho người. Việc này không phải do người quyết định. Hôn ước của ta là do Sở lão tướng quân và phụ thân ta định, người không đồng ý thì làm sao? Không bán thì thôi, hoàn đã, bán cho người cũng được, nhưng phải gấp 3 lần giá thị trường, người có nhiều bạc vậy sao? Bạc thì ta có nhiều, giá gấp 3 lần, bạc ta sẽ mang đến vào sớm mai, chúng ta một tay giao bạc, một tay giao lương thực. Đại ca, Sở Hùng lấy đâu ra nhiều bạc vậy? Hơn nữa bổn cung cảm thấy hắn lấy lương thực này tuyệt đối không phải để khao quân biên cương. Đây là mật hàm Lục Xuyên gửi cho ta, huynh xem đi. Người mua lương thực không phải Sở Hùng. Người mua lương thực không phải Sở Hùng, mà là nhị hoàng tử. Nhị đệ của ta, hắn mua nhiều lương thực vậy để làm gì? Giống như Bắc Chấn Phủ, loại cơ quan tình báo này, thích hợp làm những việc không thể lộ ra ngoài. Ai ngờ bệ hạ lại đưa người ở đây ra mặt. Thật uổng phí, nhưng giờ đây trong tay ta, ta sẽ biến nó thành cơ quan tình báo mạnh nhất đại hạ. Nhị hoàng tử nói những lời gì, làm những việc gì, gặp những người nào, đều không thoát khỏi tầm mắt của ta. Đại ca, việc cứu tế sợ là sẽ rất khó khăn.
Đừng sợ, bất quá chỉ là mấy vị vương gia kia thôi, cấu kết với triều đình, đã trục lợi không ít, nhưng những việc này Bắc Chấn Phủ đều có ghi chép. Đúng rồi nhị đệ, đệ mau đi tìm Lục Xuyên, với địa vị thái tử hiện giờ của đệ, bảo bọn họ quyên góp chút bạc chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sở tiểu thư, thế tử và thái tử điện hạ đang bàn việc, cô không thể vào, không được, người lui xuống trước đi. Đại ca, ta phải đi làm chút việc. Hủy hôn, bổn cô nương mới không gả cho người. Đây là hôn thư, người xé nó đi, từ nay về sau, chúng ta là nước trong không phạm nước đục. Hôn ước của chúng ta là do cha mẹ định, danh chính ngôn thuận. Nếu ta giờ xé hôn thư, biết giải thích thế nào với phụ thân ta và sở tướng quân đây? Chỉ cần ngươi xé được tờ hôn thư này, điều kiện tùy ý. Nàng xem, bất cứ điều kiện gì cũng đồng ý. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết sao? Vô liêm sỉ, hạ lưu. Mê mơn, bổn thế tử thích loại ớt cay nhỏ như nàng. Nàng càng dãy dụa, bổn thế tử càng hưng phấn. Ngươi buông ta ra, ngươi dám làm chuyện gì sai trái với ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Giờ sở tướng quân còn sống, nhưng nếu ta động vào nàng bây giờ, nàng nghĩ sở ra sẽ thế nào? Sao lại khóc rồi? Được rồi, bổn thế tử là quân tử chính nhân, sẽ không làm chuyện ép buộc người khác. Nàng không muốn gả, ta cũng lời cưới. Được rồi, đến phủ ta làm anh hoàn 3 ngày, ta sẽ đồng ý với nàng, sẽ hủy hôn thư. Cái gì, ngươi? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Quen làm tiểu thư rồi, không biết làm anh hoàn nữa à? Từ Kế Bình, ngươi đừng quá đáng. Bổn thế tử không thích anh hoàn của mình, giống như khúc gỗ, bưng khay là xong việc, còn không mau dâng cơm cho bổn thế tử. Ngươi nói Từ Kế Bình không làm khó ngươi hả? Sao lại thế được? Từ Kế Bình mua lương thực này, vốn là để trục lợi, mua lương với giá gấp 3, hắn đã kiếm bộn rồi, ta thấy không có vấn đề gì. Nếu là bình thường thì, bổn vương cũng không thấy có gì, nhưng hiện giờ Giang Châu đại nạn, lương thực triều đình có thể điều động rất ít, hắn thu mua 7 phần lương thực trên thị trường, phụ hoàng chắc chắn sẽ trừng dụng lương thực trong tay hắn. Vì sao hắn lại bán dễ dàng vậy? Nhị hoàng tử, ngươi có phải quá cẩn thận rồi không? Làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ, huống hồ hành vi của Từ Kế Bình thường rất quá đáng. Dù sao nhị hoàng tử không cần lo lắng, lão tiên sinh ngài đến rồi. Nhị hoàng tử, tiểu tướng quân, Lệ Phi nương nương đã nói cho lão thần biết kế hoạch của các người. Tiểu Trần vừa nhận được tin từ trong cung, bệ hạ vì chuyện quan lại tham ông mà nổi giận, ra lệnh cho hình bộ điều tra tất cả quan viên tham nhũng. Các người nghĩ rằng trong tình thế hiện tại, bệ hạ còn có thể dung túng hắn sao? Phụ hoàng muốn chấn chỉnh lại triều đình, với tư cách thiên tử, người đứng trên vạn người, Từ Kế Bình dù được sủng ái đến đâu, nhưng thiên hạ đang nhìn, muốn để lòng người thiên hạ quy phục, Từ Kế Bình cũng không thể ngoại lệ. Lời Giao Tướng nói tự nhiên khiến bổn vương quá do dự. Khi chấn chỉnh lại triều đình và pháp tác, chính là đầu người lăn lóc, hơi bất cần một chút là tai họa diệt tộc, nhưng dưới nước đục cũng là cơ hội. Đúng rồi, làm anh hoàn chỉ nên có giác ngộ của anh hoàn, nên làm gì, không nên làm gì đều phải rõ ràng. Nhưng y phục này của nàng cũng không tệ, nhưng cách xưng hô phải thay đổi, 3 ngày này phải đổi cách gọi thế tử thành chủ nhân. Chủ nhân tuyệt đối không thể, Từ Kế Bình ngươi đừng quá đáng. Cũng đâu phải bảo nàng làm anh hoàn sưởi giường, nàng kích động cái gì, ta đã sẽ hủy hôn thư vì nàng, nàng không phải nên trả giá một chút sao? Nếu nàng không thích, chúng ta có thể rời khỏi vương phủ. Là ta sai rồi, chủ nhân mời dùng nho ăn đi. Cũng khá được. Đại ca, xảy ra chuyện rồi, là chuyện lớn. Nhị đệ, thân là thái tử, chứ quân, sao đệ hoảng hốt thành ra thế nào? Tôn bá, ngươi lui xuống trước đi. Ngươi làm gì vậy? Ta muốn thảo luận quốc sự với thái tử, làm anh hoàn thì phải biết phải tránh lùi đúng lúc, nhớ gọi ta là chủ nhân. Vâng, chủ nhân.
mau nói cho ta biết chuyện đi. Đại ca, chuyện chúng ta tịch biên bị phụ hoàng phát hiện rồi. Bệ hạ biết rồi, bệ hạ không cho phép. Không phải bệ hạ không cho phép, mà là phụ hoàng muốn điều tra triệt để quan lại tham nhũng. Tốt quá rồi nhị đệ, có lệnh kim bài này, trong kinh thành rộng lớn này, ngoài hoàng cung ra không ai dám động vào, các phủ đệ khác của hoàng thân quốc thích, đều là kho tiền của chúng ta, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đại ca, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, phụ hoàng nổi giận, thì sẽ là thi thể ngàn vạn, máu chảy ngàn dặm, với bằng chứng tội lỗi mà Bắc Chấn phủ nắm giữ, từ Tam Cung ở Kinh Thành, đến quan lại cấp huyện ở các quận, ít nhất cũng phải mấy vạn người, đây là mấy vạn sinh mạng đấy. Đại ca, việc này chúng ta nhất định phải ngăn phụ hoàng lại, điều tra thì có thể điều tra, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy quá nhiều mạng người. Nhị đệ, sống chết của những người này có liên quan gì đến đệ không? Bổn cung, đã không liên quan. Những người này không đáng chết sao, đều là quan lại trục lợi riêng. Đệ có biết đằng sau mấy vạn người đó, có bao nhiêu bách tính bị liên lụy mà mất mạng không? Nhi đệ, lòng nhân từ thì không thể làm hoàng đế. Có những người đáng chết, là để cho đế quốc mà đệ thống trị được thịnh vượng hơn. Chúng giống như trên cơ thể người mọc thịt thừa vậy. Nếu bị nhiễm bệnh u nhọt không cắt thịt và bôi thuốc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệ hạ đã giao việc này cho ngươi, cũng là vì quan tâm sâu sắc. Trị quốc như cắt thịt mình. Lời này sao có thể thốt ra từ miệng một người như hắn chứ? Bàn tay nàng dùng sức cũng quá lớn rồi đấy. Lực như này là không được rồi. Thế tử không được rồi. Đàn ông làm sao có chuyện không được. Vào đi. Bẩm thế tử, việc điều tra tiểu hoàng tử mà ngài giao cho thuộc hạ đã có manh mối rồi. Đây là Gia Dê, điện hạ của Nhiên là người từng trải, vật này không phải của đại hạ ta, mà đến từ ngoại quan ai. Như vậy có nghĩa là, kẻ địch đã lẻn vào. Vật này có thể xác định là từ đâu đến, có phải do tay kẻ địch hay không? Thôn trang mà tiểu hồng tử tìm thấy, tất cả người của tướng quốc qua đời trong một đêm, thuộc hạ đã điều tra dọc đường, đã tìm thấy vật này trong một khách điếm ngoài thành. Nhưng đây là áo giáp mềm đặc biệt của quân đội nước địch, cũng có nghĩa là, có gián điệp nước địch lẻn vào kinh thành. Muốn làm chuyện bất chính, thuộc hạ cho rằng những người này không phải nghe lệnh nước địch mà bị một vị trọng thần trong triều đình khống chế. Nhị hoàng tử, thuộc hạ không dám nói bừa. Hãy tiếp tục điều tra, để người của Bắc Chấn phủ đi một chuyến đến biên quan, xem gián điệp nước địch có lẻn vào đại hạ hay không, lần theo manh mối để tìm. Người để đó. Để đó, để ra sau, từ kế bình, lương thực đâu? Anh Tỷ, sao ngươi lại ở đây? Sở Hùng, ngươi đến Bình Nam Vương Phủ làm gì? Từ kế bình, ngươi dám khi dễ anh Tỷ ta, ngươi bây giờ cũng là em vợ tương lai của thế tử ta, nói chuyện chú ý chút. Đừng tự mình dán bảng lên mặt, nếu không phải ngươi bắt cóc anh tỷ ta sao phải hầu hạ ngươi như yêu quái chứ? Ngươi mau thả anh tỷ ta đi, nếu không hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Sở Hùng đệ đừng hiểu lầm, không phải chủ nhân ép buộc ta, mà ta hỏi ngươi sách dương đi đâu vậy? Kế bình, ngươi lại lấy anh tỷ ta làm nô tỳ, ngươi. Sở Hùng, ngươi náo loạn đủ chưa? Anh tỷ, tỷ tránh ra, từ kế bình như vậy xỉ nhục tỷ, hôm nay ta nhất định giết chết hắn. Anh tỷ, vậy mà tỷ còn đánh ta, vì tên vương bắt đản từ kế bình này mà tỷ đánh ta. Sở Hùng, ngươi từ nhỏ đến lớn gây ra bao nhiêu phiền phức, đều là cha và ta giúp ngươi dọn dẹp. Giờ ngươi muốn giết người ngay tại Bình Nam Vương Phủ, chẳng lẽ muốn cả nhà họ Sở ta bị Chu Di kiều tộc sao? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Được được được, tỷ tỷ, từ nay về sau, chuyện của tỷ ta tuyệt đối không quản nữa. Từ kế bình ta mang ngân lượng đến rồi. Ngân lượng. Trong dương đó đều là ngân lượng. Sở Hùng, ngươi lấy nhiều ngân lượng như vậy, ngươi lén lút ở trong cốc, rốt cuộc ngươi đang làm việc cho ai? Chuyện của ta cũng không liên quan đến tỷ. Anh tỷ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi bị kẻ xấu lợi dụng. Ngươi mới là đại tiện nhân. Vậy ngươi thật là vô phương cứu chữa rồi, sẽ có ngày phải hối hận. Tôn bá, dẫn hắn đi lĩnh lương thực. Từ thế tử,
tha cho Sở Hùng đi, cha ta chỉ có mỗi đứa con trai này. Hơn nữa Tử Vương gia và cha ta lại tình như thủ túc, ta không thể nhìn hắn đi vào con đường sai trái. Nàng biết hắn đang làm việc cho ai không? Là ai? Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử là người tâm thuật bất chính, nhằm vào vị trí quyền lực tối cao. Sở Hùng nhiều năm nay, tâm tư đơn thuần, khó tránh khỏi bị người ta lợi dụng. Yên tâm, ta sẽ không làm khó hắn quá đâu. Cảm ơn Từ chủ nhân, cảm ơn. Dù sao chủ nhân giúp nô tỳ làm chút việc cũng là đương nhiên, nàng nói có đúng không? Thế tử, bệ hạ có lời triệu kiến, mong tử thế tử lập tức vào cung. Từ Kế Bình, ngân lượng và lương thực của chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Bệ hạ, thần và thái tử ngày đêm chăm chỉ tịch biên, những gia đình hoàng thân quốc thích này thật không phải bình thường, mới tịch biên hơn chục nhà, đã góp đủ cho chúng ta cứu trợ thiên tai. Chấm ra lệnh cho hình bộ điều tra kỹ các vụ án tham nhũng của quan viên, là để các bên có liên quan đến chính trị thành minh, chứ không phải vì cái gọi là tịch biên. Ngươi tiểu tử đừng có đảo lộn đầu đuôi. Bệ hạ dạy bảo là đúng, thần nhất định tuân theo. Hãy lôi ra thêm vài tên quan tham nhũng, chỉnh đốn không khí quan viên đại hạ ta. Tên tiểu vương bát đản này, lấy thái tử ra làm khiên tre, để thái tử đi làm chuyện mất lòng người. Chấm cũng không tính toán với ngươi, nhưng mà chấm sao nghe nói người đem lương thực trong tay toàn bộ bán đi rồi. Thần mới bán đi cách đây vài canh giờ, nhưng tin tức của người của thật linh thông. Chấm biết người đang trách chấm, âm thầm giám sát người, nhưng việc này liên quan đến bách tính Giang Châu. Mấy hôm trước người đã hứa với chấm sẽ không bán hết lương thực, vậy mà giờ lại làm vậy. Từ Kế Bình, người có biết người phạm tội khi quân không? Phụ hoàng, con và Từ huynh không hề có ý lừa dối người. Chẳng lẽ còn có nội tình mà chấm không biết sao? Người của chấm tận mắt nhìn thấy, có người chở hết lương thực từ Bình Tây Vương phủ đi. Đồ ngu, người rõ ràng biết chuyện này mà không ngăn cản. Chẳng lẽ trong mắt các người, ngoài tiền của lương thực, các người không hề quan tâm đến bách tính sao? Phụ hoàng bớt giận, lời bệ hạ nói không sai. Thần đã bán hết lương thực, nhưng những lương thực này cũng là thần bỏ tiền mua, đã vét sạch của cải trong vương phủ. Nếu thần không bán những lương thực này đi, thần sẽ phải ăn gió Tây Bắc mất. Thần chỉ là con trai của Bình Nam Vương, thần không phải những phản quân đó, càng không phải tên hỗn trướng của bệ hạ. Hỗn sược, vốn tưởng tính tình ngươi tuy bướng bỉnh, nhưng tâm tư vẫn là lòng trung thần, nên có ý bồi dưỡng. Nhưng chấm thấy ngươi đã hoàn toàn đứng về phía nhị hoàng tử, coi như chấm mù quáng rồi. Thần biết bệ hạ lo cho bách tính, nhưng cũng không thể không quan tâm đến sống chết của thần tử. Phụ thân của thần hiện không ở kinh thành, tất cả việc vặt trong vương phủ hiện giờ, gánh nặng trách nhiệm đều đè lên một mình thần. Thần còn phải nuôi sống cả đại gia đình trong vương phủ, lông cừu lấy từ trên mình cừu, người không thể bắt một con cừu mà nhổ sạch lông được. Chẳng lẽ chấm vẫn oan uổng người sao? Bệ hạ, lương thực của thần có thể toàn bộ hiến tặng, vậy tự nhiên lương thực của người khác cũng có thể. Chỉ cần là người có tiền mua lương thực, thì chắc chắn là người có địa vị quyền cao. Bệ hạ sao người không điều tra xem, rồi bắt họ mua lương thực hiến tặng? Bệ hạ, nhị hoàng tử và hộ bộ thượng thư, Trương Toàn đang cầu kiến ở ngoài điện. Cho họ vào. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nhi tử vội vàng đến gặp chấm như vậy là có chuyện gì? Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Từ Kế Bình muốn bán lương thực, hơn nữa là số lượng lương thực lớn như vậy. Một khi rơi vào tay những thương nhân gian xảo, tình hình thiên tai ở Giang Châu chắc chắn không thể giải quyết. Nhi thần liền tiêu hết tiền của, dùng giá gấp 3 lần để mua lương thực của Từ Kế Bình, ngay lập tức không nghỉ ngơi mà chuyển đến hỗ trợ. Nhưng chính vì việc này mà thần phát hiện ra một chuyện. Bệ hạ, thần nhận được lương thực do nhị hoàng tử gửi đến, liền lập tức ra lệnh cho quan viên hộ bộ kiểm tra. Nhưng khi kiểm tra, lại phát hiện có một nửa lương thực lại toàn dùng đá giả làm. Thần vội vàng tìm đến nhị hoàng tử điện hạ để hỏi han, phát hiện nhị hoàng tử chưa hề động vào xe lương, vì vậy mới vội vàng đến gặp bệ hạ. Phụ hoàng, may mà lần này nhi thần phát hiện, nếu không, nếu số lương thực toàn đá này thực sự chuyển đến Giang Châu, bách tính bây giờ sợ là sẽ chỉ trích sau lưng phụ hoàng mất. Vốn đã là năm đại nạn, một khi kích động lòng dân, sợ là hậu của khó lường. Nghĩ đến việc này thần toàn thân toát mồ hôi lạnh. Từ Kế Bình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng, việc dùng đá giả làm lương thực tuyệt đối không phải do Từ huynh làm. Hơn nữa việc vận chuyển lương thực nhi thần cũng tham gia. Phụ hoàng có thể không tin Từ huynh, nhưng không thể không tin nhi thần. Biết người biết mặt không biết lòng mà đại ca. Nếu không có bằng chứng xác thực, nhi thần cũng không dám nói bừa. Nhi thần đã sai Sở Hùng tự mình đi mua và áp tải số lương thực này. Sở Hùng có thể làm chứng. Việc này nhất định là do Từ Kế Bình làm. Gọi Sở Hùng, mau đến đây. Thần Sở Hùng bái kiến bệ hạ.
việc dùng đá thay lương rốt cuộc là sao? Bẩm bệ hạ, thần vâng lệnh nhị hoàng, từ điện hạ mang theo, vì thế đến Bình Nam Vương phủ, sau khi lấy được lương thực, liền không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến hộ bộ, trong quá trình không hề dừng nghỉ. Nếu thực sự có việc dùng đá thay lương thực, sợ là chỉ có thể do Từ Kế Bình làm. Sợ Hùng ngươi đừng có nói bừa cho người khác, những lương thực đó là bổn cung tự phái người đi các nơi thu mua, ý ngươi là việc này do phụ hoàng nhi thần hiểu rõ Từ huynh, việc này tuyệt đối không phải do Từ huynh làm. Từ Kế Bình, ngươi nên cho chấm một lời giải thích hợp lý. Bệ hạ, nhất định là có người muốn hãm hại vi thần. Nếu vi thần muốn dùng việc này để tư lợi, thì cần gì phải dùng cách ngu xuẩn như vậy chứ? Từ Kế Bình, mưu đồ nhỏ nhặt của ngươi bổn vương hiểu rõ, bất quá là dùng đá thay lương, muốn lừa một khoản tiền, rồi đem một nửa lương thực còn lại bán ra, như vậy là có thể thu được lợi nhuận cao. Không, nếu là thương nhân bình thường bị Từ Kế Bình lừa, vì em sợ thân phận thế tử Bình Nam Vương của Từ Kế Bình, nhất định sẽ như cầm ăn hoàng liên, có khổ cũng không dám nói. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, người mua lương thực lại là nhi thần. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhị hoàng tử tuy chẳng học được gì, nhưng cái trò đảo ngược trắng đen, làm chuyện đùa giỡn người khác thì chơi đến mức thuần thục. Bổn vương không so đo với ngươi, phụ hoàng. Mấy ngày nay hình bộ và Bắc Chấn Phủ đã khám xét không ít kẻ tham nhũng, nhưng ai mà biết được, Từ Kế Bình mới là tên tham quan lớn nhất ở đằng sau. Từ Kế Bình tuy là thế tử Bình Nam Vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể bao che người. Hơn nữa nhi thần cho rằng, tội của Từ Kế Bình tuyệt đối không đơn giản chỉ là dùng đá thay lương, đằng sau nhất định còn vô số chuyện không thể cho người biết. Người khác không dám điều tra, nhi thần dám điều tra, xin bệ hạ hạ lệnh cho phép, nhi thần điều tra Từ Kế Bình, xin bệ hạ cho điều tra Từ Kế Bình. Từ Kế Bình, ngươi còn lời gì để nói không? Lẽ phải tự có trong lòng người, thần không sợ bị điều tra. Bình Nam Vương còn đang ở biên cảnh đổ máu chiến đấu, mong bệ hạ. Từ Kế Bình, ngươi đang dùng Bình Nam Vương để uy hiếp phụ hoàng sao? Không dám. Ngươi có gì mà không dám? Nếu ta điều tra phát hiện ngươi phạm vào trọng tội, ta lập tức giết ngươi. Ngươi cho rằng Bình Nam Vương dám phản sao? Đại hạ là giang sơn của chấm, giang sơn này họ Chu, không phải là họ Từ. Ngươi đâu? Áp giải vào thiên lao, ngày mai chém. Phụ hoàng, ngươi đừng có quá đáng. Huynh trưởng, đệ tuyệt đối không cho phép huynh giết người. Huynh dám dùng kiếm chỉ vào phụ hoàng, muốn tạo phản sao? Mau bỏ kiếm xuống. Bỏ kiếm xuống. Không, phụ hoàng trước hãy thả Từ Kế Bình. Chấm nói lần nữa, bỏ kiếm xuống. Phụ hoàng, đại ca không có tội. Nhị đệ, bỏ kiếm xuống. Các người lúc này rồi đều thấy rồi chứ? Thái tử các người cho là yếu đuối, hôm nay lại dám dùng kiếm chỉ vào trẫm. Thái tử của trẫm không hề yếu ớt, con trai của trẫm, thái tử đại hạ, có năng lực trở thành quốc vương đại hạ. Nhi thần, tạ ơn phụ hoàng. Hoa nhi, phụ hoàng hứa sẽ không giết Từ Kế Bình. Thần tạ ơn bệ hạ không giết. Từ Kế Bình, ngươi phải cảm tạ hôm nay, thái tử đã vung kiếm tranh mạnh với phụ hoàng hắn vì ngươi. Chấm cho ngươi hai ngày, nếu không đưa ra được bằng chứng, ngươi chỉ có thể cùng phụ thân ngươi đi trấn thủ biên quan. Phụ hoàng, ngài đã làm lớn chuyện điều tra tham nhũng như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua Từ Kế Bình. Nếu không phụ hoàng sẽ không thể giải thích với bách tính và bề tôi. Chấm làm việc còn cần ngươi dạy sao? Sở nhi, vốn 16 năm trước ngươi đã phạm tội phải rời kinh. Chấm nghĩ tới lòng hiếu của ngươi, nên mới để ngươi ở lại kinh thành. Chấm đã cho người xây xong lãnh địa của ngươi. Mấy hôm nữa ngươi hãy rời kinh trở về phủ đi. Phụ hoàng, nhi thần thật không đỡ rời mẫu hậu, nhi thần càng không đỡ rời phụ hoàng, nhi thần không muốn trở về phủ, chỉ muốn ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu, con trở về phủ rồi cũng sẽ nên danh được sao? Khởi tâm động niệm, ngươi đã có ý nghĩ không nên có, thì kinh thành không chứa nổi ngươi nữa, đã không đỡ rời mẫu hậu ngươi, chấm có thể cho phép ngươi cùng lệ phi rời kinh. Không, chính nghĩa tuyệt đối không. Nhị đệ đúng là sĩ biệt tam nhật đương cạo mộ, hành động to gan vậy mà đệ cũng dám làm, dám dùng kiếm chỉ vào bệ hạ. Không tệ, không tệ, lúc đó ta vẫn quá nóng vội, nghĩ lại vẫn có chỗ bất đồng, nhưng chỉ cần đại ca vô sự là tốt rồi. Sở tiểu thư, ba ngày đã đến, nàng có thể đi được rồi.
Sao lại không muốn đi à? Ai nói vậy? Bổn cô nương sớm đã chán người rồi. Đây là hôn thư. Nếu đêm nay nàng quyết định muốn nó, ta sẽ ngay trước mặt người xé nát nó. Sở tiểu thư, đại ca ta khó tìm, muốn làm thế tử phi hay là sở tiểu thư đều ở trong một niệm của cô. Đại ca, bằng chứng minh oan cho đại ca, chúng ta nên đi tìm thế nào? Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Bổn thế tử vốn là thiên hộ của Bắc Chấn Phủ, vậy việc điều tra quan tham, bổn thế tử cũng phải tham gia. Phùng Xuyên, điện hạ bảo ngươi điều tra bằng chứng, ngươi đã điều tra ra chưa? Đã điều tra xong rồi, đây là từ khi Trương Toàn nhậm chức hộ bộ thượng thư đến nay. Tất cả những việc đã tham gia, những lời nói khó nghe mà bề tôi đã nói lại, đều ghi chép ở trên. Tốt, Phùng Xuyên, nhị đệ, hãy cùng ta đi. Các người cút ra ngoài hết cho ta. Mẫu hậu nghĩ cách đừng để con đi tứ phiên, nhưng hắn ta đã ra lệnh bắt ta đi rồi. Mẫu hậu, người hãy cầu xin cho ta, cứu cứu. Người hãy suy nghĩ cho kỹ, nghĩ cách cứu bổn vương. Chủ Vũ, con xem bây giờ con thành ra thế này, còn giống hoàng tử nữa không? Còn giống đứa con trai muốn thống lĩnh thiên hạ, tranh đấu với trời cao của ta nữa không? Điện hạ hãy bình tĩnh, tình thế hiện giờ nhất định phải bình tĩnh. Chỉ cần điện hạ một ngày chưa rời khỏi kinh thành, bọn thần còn có chỗ trở tay. Không được, người phải nghĩ cách, bổn vương biết người có cách mà. Thái tử vì nhu nhược mà khiến bệ hạ bất mãn, nhưng lần này thái tử dám ra tay, bệ hạ liền quyết tâm ủng hộ hắn. Đồ ngu, lúc này chỉ có một con đường. Con đường gì? Cá tự phá lưới, tuyệt cảnh phản bàn. Lão thần muốn hỏi điện hạ một câu, nhị hoàng tử có dám làm chuyện hoán đổi thiên tử không? Phụ hoàng bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Tốt, nhị hoàng tử có quyết tâm này, lão thần cũng liều một phen. Hiện giờ trong cung và triều đình không ai dám đụng vào. Từ thế tử, thái tử điện hạ đến đây, vì việc gì vậy? Trương đại nhân, đây không phải là người có trí tuệ cao sao? Bọn ta đến đây là vì Trường An. Từ thế tử cho rằng bổn quan vụ oan giá họa ngươi sao? Không không, bổn thế tử đến đây chỉ vì công không vì tư. Trương đại nhân, tôi nghe nói bổng lộc của ngài một năm cũng chỉ hơn 100 lượng. Trương đại nhân, tòa nhà ở phía tây thành kia trị giá 1000 lượng bạc. Từ thế tử, đây là ý gì? Theo ta biết, ngài hiện có 3 phòng tiểu thiếp, phía tây thành có 1 tòa nhà, phía bắc thành có 2 tòa, ngoài ông kinh thành có 1000 mẫu ruộng tốt. Vào dịp đại thọ 60 của Diêu tướng, đã tặng một tượng ngọc phù cao vạn nhân. Trương đại nhân, không biết ta nói có đúng không? Không thể, không thể, lời vô căn cứ này, Từ Kế Bình, người vô khống. Cuộc đối thoại giữa chúng ta, thái tử điện hạ đều nghe thấy cả rồi. Chỉ có điều ta nói đúng hay không thôi. Đi điều tra phủ Trương đại nhân là biết. Trương đại nhân, ngươi cho rằng từ thế tử oan uổng ngươi, vậy thì để người của Bắc Chấn phủ lục soát phủ của ngươi, trả lại trong sạch cho ngươi, có đúng không? Người đâu? Thái tử điện hạ, thần biết tội, thần biết tội. Dám nói bừa trước mặt bổn thế tử, ngươi thật không biết chữ tử viết thế nào. Thần thần, ngươi phạm tội vùi dập vương pháp, nhận hối lộ, thông đồng với quan viên địa phương, trong triều đình che chắn cho nhau, mưu cầu tư lợi, nắm quyền. Những việc ngươi làm, sợ là cửu tộc ngươi cũng không đủ. Ngươi đâu? Từ thế tử tha mạng. Thần, thần biết tội, thần biết tội. Thần nguyện hiến tất cả ruộng đất lương thực trong phủ, xin từ thế tử tha mạng. Khoan đã. Từ thế tử tha mạng. Trương đại nhân, bây giờ có một yêu cầu rất dễ. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cầu tình thái tử điện hạ tha cho ngươi. Thần nguyện ý, thần nguyện ý. Chỉ cần điện hạ tha mạng cho thần, thần cái gì cũng nguyện ý. Lục Xuyên ra ngoài cửa đợi ta. Nhị đệ, tuy Trương đại nhân làm sai, nhưng thái độ nhận sai cũng không tệ. Sao không cho hắn một cơ hội? Bổn quan cả đời ghét nhất quan tham nhũng, chém thẳng tay thì tốt rồi nhị đệ. Trương đại nhân cũng ở hộ bộ nhiều năm, cũng coi như là nhọc nhằn khổ sở. Bổn thế tử nguyện cho hắn một cơ hội sống. Vậy được rồi, từ thế tử đã lên tiếng, thì bổn cung cho người một cơ hội, đứng lên đi.
Đa tạ thế tử, đa tạ thế tử. Trương Toàn, ta hỏi ngươi, ngươi và Diêu tướng là quan hệ gì? Diêu tướng, thần với Diêu tướng đều là đồng liêu với nhau. Ngươi thật là không thấy quan tài không rơi lệ, đến giờ ngươi vẫn còn muốn bao che cho hắn sao? Không 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 không, thế tử, thần biết tội. Mấy hôm trước, Diêu tướng bảo đuổi một phần lương thực thành đá, thần vốn không tình nguyện, nhưng Diêu tướng hứa cho thần một số chỗ tốt, nên mới đồng ý. Giang Châu gặp đại nạn, bách tính dân không sống nổi, người ngay cả tiền cứu mạng của bách tính cũng dám tham nhũng, người không sợ bách tính phát hiện xé xác người sao? Ta hỏi ngươi, Diêu tướng muốn dùng số lương thực này để làm gì? Diêu tướng chỉ nói là để phục vụ cho quân tình. Về việc dùng để làm gì, tội thần chỉ nghe Diêu tướng tình cờ nhắc đến số lương thực này, không phải chuyển đến Giang Châu. Nhiều lương thực như vậy, hôm qua biên cảnh đại quân nửa tháng lại mới nhận, sao không gửi đến Giang Châu? Bổn thế tử tin ngươi không giấu ta, nhưng tử tội có thể miễn, nhưng tội khác không thể tha. Người đâu, áp giải Trương Toàn vào đại lao, xử lý sau. Đại ca, huynh thật sự dễ dàng tha cho Trương Toàn vậy sao? Tất nhiên không phải. Đại ca, ý huynh là, Trương Toàn này chính là một quân cờ, dưới trướng nhị hoàng tử. Chúng ta hiện có thánh thượng bảo hộ ra lệnh cho trả án này, cũng đến lúc đi xem phủ nhị hoàng tử rồi. Đại ca, huynh đệ chúng ta không có chứng cứ. Nếu mạo muội đến đó, sợ là nhị đệ sẽ tâu với phụ hoàng, đến lúc đó sợ là khó thu xếp. Trương Toàn đã công khai rồi, chỉ có hai ta biết, ai mà hay được, đền trắng thay đổi bất phân chẳng phải chúng ta tính toán rồi sao? Nhị hoàng tử này quá an nhàn, đến lúc chúng ta cho nhị hoàng tử chút việc làm rồi. Xin nghe đại ca phân phó. Phùng Xuyên dẫn theo cầm y vệ, tiếp tục đi lục soát nhà các đại thần trong danh sách. Nếu có ai dám chống cự, bắt giữ tại chỗ. Nếu dám dùng vũ lực, có thể tiên trảm hậu tấu. Ta và thái tử đi gặp Trương Toàn. Thái tử đến cha, sợ kẻ này tham sống sợ chết, sợ là sẽ cắn ngược huynh đệ ta. Điện hạ không cần lo lắng việc này, việc lương thực, lão thần làm rất bí mật, trong tay Từ Kế Bình không có bất cứ chứng cứ gì, lần phong ba ở kinh thành này, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến điện hạ. Bẩm điện hạ, Từ Thế Tử và Thái tử điện hạ dẫn theo một đội cầm y vệ, hiện đang ở cửa vương phủ, nói muốn vào phủ lục soát, thực sự ngăn không được. Trời đất đảo lộn rồi, dám đến vương phủ của bổn vương, cứu cứu, không phải nói việc này sẽ không liên lụy đến bổn vương sao? Điện hạ, lúc này tất cả người biết chuyện đều đã bị xử lý bí mật, tuyệt đối không một ai còn sống trên đời. Nếu Từ Kế Bình và thái tử nắm được chứng cứ, sợ là sớm đã dẫn cầm y vệ bao vây vương phủ, từ cửa sau bắt người rồi, tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Vậy bổn vương muốn xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, vương gia cũng đừng lo lắng. Cho dù thái tử bọn họ biết chuyện đổi lương, thì làm sao chứ? Chỉ cần không có chứng cứ, thì không làm gì được vương gia ngài. Cứ để họ đến trước đi, đột nhiên tìm nhị hoàng tử, mong điện hạ đừng trách. Diêu tướng, người cũng ở phủ nhị hoàng tử, hôm nay thật trùng hợp. Thế tử, thái tử điện hạ, lão thần nghe nói nhị hoàng tử gần đây có một ít trà ngon, nên đến phủ nhị hoàng tử xin chút trà ngon nếm thử. Đứng ngây ra làm gì, còn không mau đi. Diêu tướng, ta nhòm chức vị của ngươi đã lâu rồi, Diêu tướng tuổi tác đã cao, đợi ta giải quyết xong việc cứu trợ thiên tai, ta sẽ tâu lên hoàng thượng, để ngươi về nhà dưỡng lão. Ngươi thấy thế nào? Lão thần trải qua ba triều đại, của thực cảm thấy sức cùng lực kiệt, chức thừa tướng vốn phải do người có đức đảm nhiệm. Nếu Từ Thế Tử có năng lực này, lão thần tất nhiên nguyện ý thành toàn. Từ Kế Bình, bệ hạ để ngươi tự chứng minh trong sạch, ngươi không đi tìm chứng cứ mà chạy đến vương phủ của bổn vương làm gì? Bổn thế tử đã tìm được manh mối rồi, có thể chứng minh bổn thế tử vô tội, nhưng chứng cứ lại ở trong phủ nhị hoàng tử. Nói bậy nói bạ, bổn vương và Diêu tướng không tin, Trương Toàn bọn chúng to gan lớn mật đến thế sao? Hiện giờ ở đâu, bổn vương muốn đối chất trực tiếp với hắn. Hành động này của Trương Toàn, rõ ràng là biết tội mình không thể tha thứ, chó cùng dứt dậu cắn lung tung thôi. Từ Thế Tử chắc không tin những lời vô lý này chứ. Nếu ta tin, sớm đã dẫn binh vây đánh vương phủ rồi. Ta và thái tử hai người đến đây, chính là vì không tin những lời đồn đại đó. Người có ý gì, bổn vương không hiểu lắm. Nhị hoàng tử, bổn thế tử cũng là tuân chỉ hành sự. Hoàng thượng bảo ta tự chứng minh trong sạch, nhưng người tiếp xúc với lương thực chỉ có nhị hoàng tử và Sở Hùng. Mong nhị hoàng tử hãy quy thuận một chút. Người dám đục sát phủ của bổn vương, trên cổ người có. Bổn thế tử có hoàng mệnh trong người,
mong nhị hoàng tử đừng cản trở. Người đâu, lục soát cho ta. Bổn vương xem ai dám. Bổn thế tử cho rằng những gì Trương Toản nói đều là lời đồn đại. Hiện giờ nhị hoàng tử liều mạng gây rối như vậy, chẳng lẽ là làm giặc mà lòng dũng sợ, thực sự đã làm chuyện gì mờ ám? Bổn vương tuy không phải thái tử, nhưng cũng không phải của hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Nhị hoàng tử, ngươi thực sự muốn chết phải không? Bổn vương là hoàng tử đại hạ, được tổ huấn đại hạ che chở, đao kiếm không thể đụng vào người. Sao, ngươi dám giết bổn vương sao? Đại ca, vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Từ Kế Bình, ngươi to gan lớn mật, dám mưu sát hoàng tử trước mặt mọi người. Đây là ngự lệnh của Bắc Chấn Phù, ngự lệnh chu diệt tà ác, không gì cấm kỵ, ai dám cản trở sẽ giết không tha. Nhị hoàng tử, đao kiếm vô tình, tốt nhất đừng manh động, lục soát cho ta. Được, ngươi muốn lục soát thì cứ lục soát cho đến chết đi. Nếu không tìm thấy cái gọi là tội chứng, bổn vương nhất định sẽ lên tận triều đình hỏi tội hoàng thượng. Nhị hoàng tử muốn làm gì? Mời tự nhiên. Đại ca, phong cách hành sự của huynh thật là nhanh gọn. Vừa rồi đệ còn sợ huynh thực sự giết chủ Vũ. Nếu hắn dám cản trở, ta nhất định giết hắn. Từ Thế Tử Điện Hạ, đây là đồ vật lục soát được ở chỗ nằm. Bẩm Thế Tử, việc điều tra tiểu hoàng tử mà ngài giao đã có manh mối. Nhị hoàng tử rất thích đồ vật từ ngoài qua này. Năm đó ở biên cảnh, tình cờ có được. Các người không tra ra vật phẩm khả nghi gì đúng không? Nhị hoàng tử là thân thể ngàn vàng, chúng ta vạn lần không thể oan buồn nhị hoàng tử. Đã điều tra rõ ràng chưa? Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Như vậy bây giờ hài lòng chưa? Đâu có chứng cứ phạm tội của bổn vương. Từ Kế Bình, việc ngươi làm hôm nay, ta nhất định sẽ tâu lên. Bệ hạ, nhị hoàng tử thân phận tôn quý, sao có thể để ngươi sỉ nhục như vậy? Các ngươi còn đứng đây làm gì? Quấy nhiêu sự thanh tịnh của nhị hoàng tử, tất cả ra cửa chờ đi. Nhị hoàng tử, thừa tướng, sao các người ai cũng nhìn nghiêm trọng vậy? Thả lỏng chút đi, bổn thế tử cũng là vì tự chứng minh trong sạch. Hôm nay đã quấy rầy sự thanh tịnh của nhị hoàng tử, ta xin lấy trà thanh rượu, tạ tội với hai vị. Nếu không có gì, ta và Thái tử Điện Hạ xin cáo lui trước. Đứng lại, người coi phủ đệ của bổn vương là chợ rau ven đường à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhị hoàng tử thôi đừng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn về phong địa ở đó đi, đừng mơ tưởng đến hoàng quyền bá nghiệp. Đợi ngươi rời khỏi kinh thành, ngươi và ta sẽ không liên quan gì nữa. Từ Kế Bình, quỳ trước mặt bổn vương dập đầu ba cái, bổn vương sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Ta ngay cả cha ruột cũng chưa quỳ, ngươi không đáng. Thiên hạ này họ Chu, là thần tử nhà Chu, hoàng thượng là chủ của ngươi, ngươi dám không quỳ. Từ Kế Bình, thiếu tôn kính hoàng thượng, không tôn kính hoàng thất, tức là không tôn kính bệ hạ, đồng nghĩa với mưu phản. Mưu phản, thật là một từ hay, không biết giữa ta và nhị hoàng tử, ai mới là kẻ mưu phản. Từ Kế Bình à, bổn vương cho ngươi cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nhận sai, việc này sẽ bỏ qua. Một tên sắp bị đuổi khỏi nhà, mất hết cơ nghiệp, tại sao ta lại phải tôn kính hắn chứ? Nếu ta muốn chết, ngươi ngăn được sao? Chưa từng có ai dám hốt láo với ta như vậy. Chưa từng có ai. Cứu cứu, ta muốn hắn chết. Muốn hắn chết. Nhị hoàng tử, bình tĩnh, ngài nhất định phải bình tĩnh. Từ Kế Bình hôm nay đến vương phủ, ngược lại còn liên tục khiêu khích điện hạ, nhất định là có mưu đồ. Nghe nói thành giả vi vương, bại giả vi khấu, luật pháp do kẻ chiến thắng viết nên. Khi điện hạ lên ngôi ở Thái Cực Điện, Từ Kế Bình sẽ quỳ dưới chân điện hạ thôi. Sao nàng vẫn chưa đi? Là muốn ép ta xé bỏ hôn thư sao? Đừng, ta không đi nữa. Sao nào, u mê bổn thế tử nên không đỡ rời đi hả? Đã không đi, thì là người của bổn thế tử. Ta còn chưa qua cửa mà, sớm muộn gì cũng là người của bổn thế tử. Nhưng so với danh xưng thế tử, ta càng thích nàng gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân. Điện hạ, tỳ chức. Tỳ chức có tội lớn, xin lùi ra trước. Đã đến rồi, nói đi. Bẩm điện hạ,
Ty Chức đã cho người Bắc Trấn Phụ âm thầm điều tra dọc đường, cuối cùng đã tìm được dấu vết của địch quốc. Ở đâu? Chính là dấu ở dưới đất phủ nhị hoàng tử. Thông đồng với địch quốc, tội đáng chém. Quan sát kỹ mọi động tĩnh trong phủ nhị hoàng tử, ngươi theo ta. Ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã tìm được chứng cứ minh oan? Bệ hạ, thần tra được chứng cứ nhị hoàng tử mưu phản. Cái gì? Bệ hạ, đây là hai miếng da cừu, chính là bộ phận trên áo giáp của binh sĩ địch quốc ở ngoài qua này. Thứ này, ngươi lấy từ đâu ra? Thần khi trước cứu tiểu hoàng tử, nhưng tội phạm liên quan lại biến mất lên một đêm. Miếng da cừu này là Lục Xuyên tìm được ở ngoài Ông Kinh Thành. Chẳng lẽ, có thám tử địch quốc đã lẻn vào Kinh Thành? Sao có thể chứ? Ban đầu ai cũng cho là không thể, nhưng hôm nay khi lục soát phủ nhị hoàng tử, cũng tìm thấy miếng lông cừu này, thần liền liên tưởng tới điều này, chỉ có nội ứng ngoại hợp mới có thể để thám tử địch quốc lẻn vào Kinh Thành, chỉ dựa vào hai miếng da cừu này là có thể khẳng định mưu phản sao? Bệ hạ, thần theo manh mối từ thế tử cung cấp, điều tra một mạch, cuối cùng tra ra những thám tử địch quốc này chính là ở dưới đất phủ nhị hoàng tử, tên nghịch tử này lại dám câu kết với địch quốc. Bệ hạ, nếu bây giờ để nhị hoàng tử đi đày, chắc chắn sẽ khiến nhị hoàng tử như chó cùng dứt dậu. Mấy hôm nữa nhị hoàng tử sẽ có hành động, thần đề nghị bệ hạ cho cầm y vệ khống chế nhị hoàng tử. Không ngờ một ý niệm sai lầm năm xưa của chấm lại tạo ra một tên nghịch tử. Chấm là thiên tử đại hạ, sao lại sợ con trai mình chứ? Chấm cho hắn cơ hội này, nếu hắn ngoan ngoãn đi đày, chấm sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu hắn dám làm loạn, từ giây phút hắn ra tay, chấm sẽ không tha. Đứa con ngoan của chấm thật là bỏ ra không ít công sức, ngay cả vở kịch câu kết địch quốc cũng bịa ra được. Thần lần này vâng chiếu chỉ bệ hạ, bí mật trở về kinh trước. 10 vạn binh sĩ biên cương sẽ vào đêm nay đến ngoài Ông Kinh Thành. 10 vạn binh sĩ biên cương. À, dù sao cũng là chiến sĩ, bệ hạ không cần lo lắng. Qua mấy trận đại chiến, địch quốc đã tan tác. Nếu không phải thần lo lắng hành tung của hoàng thượng, lần này về kinh mang theo binh mã tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Phụ hoàng, nếu nhị đệ thật sự muốn tạo phản, nếu người làm quốc vương đại hạ, người lại gặp vương gia tạo phản, người sẽ xử trí thế nào? Vương gia tạo phản đều là thân cốt nhục của nhi thần. Nếu không thể ngăn cản, nhi thần chỉ có thể dùng sát chỉ giết chết. Tốt, có câu nói này của con, chấm mới yên tâm giao đại hạ quốc cho con. Trước khi con lên ngôi, chấm sẽ quét sạch tất cả chướng ngại trước mặt con. Bệ hạ, một khi nhị hoàng tử tạo phản, kinh thành sẽ động loạn, chúng ta có nên hành động sớm không? Không cần, con trai của chấm, chấm nuôi dưỡng hắn đến mức tâm phục khẩu phục. Chấm sẽ đóng dấu tất cả những gì ngươi nói, chấm xem thử. Vị hảo nhi tử này của chấm sẽ dùng thủ đoạn tốt đẹp gì? Vương công công, bệ hạ có gì phân phó? Truyền chỉ xuống, Bình Nam Vương câu kết địch quốc ý đồ tạo phản. Việc này chấm đã tra rõ. 10 vạn cấm quân kinh thành đã đuổi đến biên cảnh, bắt giữ Bình Nam Vương. Bình Nam Vương thế tử từ kế bình, phong làm thứ dân, trà xét vương phủ, thái tử, Chu thị tộc không được rời khỏi hoàng cung nửa bước. Nô tài tuân chỉ. Từ kế bình, cùng chấm diễn xuất cho thật tốt. Chúng ta không thể chờ đợi nữa. 10 vạn cấm quân trở về kinh thành, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Điện hạ hãy bình tĩnh, chờ đợi bao nhiêu năm, trời đất mới cho cơ hội này. Vương gia, tất cả nghe dư tướng an bài. Điện hạ, phía trước có người thái tử đến báo, cấm quân đã từ biên cảnh trở về, trong một ngày có thể đến kinh thành. Lại thám thính, các ngươi phải chú ý động tĩnh trong cung. Đúng vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Điện hạ, hành động này của bệ hạ quá bất thường, đây không phải tính cách của bệ hạ, thần lo là có cạm bẫy. Diêu tướng, ngày mai bổn vương phải rời kinh đi đày, nếu hôm nay không khởi binh, bổn vương sẽ không còn cơ hội nữa. Diêu tướng, điện hạ, Bình Nam Vương thế tử mặc đồ trắng, ở ngoài cung môn gõ trống kêu oan. Thời cơ đã đến. Bình Nam Vương vô tội, Bình Nam Vương vô tội, xin bệ hạ điều tra rõ vụ án này, trả lại trong sạch cho Bình Nam Vương phủ. Bình Nam Vương thề rằng ba đời vì nước mà chiến đấu,
tuyệt đối không thể nghe lời gian mình. Đây là bị kẻ gian lợi dụng. Thần Bình Nam Vương Thế Tử, hôm nay gõ trống kêu oan thay cha. Thần Bình Nam Vương Thế Tử, hôm nay gõ trống kêu oan, thay cha kêu oan. Từ Kế Bình, đừng để hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Ngươi cầm kiếm đến đây, ngươi muốn làm gì? Đến đây, ta giết ngươi. Ngươi đang mưu quyền xoán vị, không sợ bệ hạ nổi giận sao? Bệ hạ, lão già đó lại để Chu thị thái tử không được rời đi, muốn để bổn vương đi đày. Thứ lão già không muốn cho ta, vậy thì ta tự đến lấy. Ngươi bây giờ cũng cho là, ngươi có ý gì? Nam Vương, ngươi không phải đang ở biên cảnh sao? Nhị Hoàng tử, tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều chỉ là giả tượng bệ hạ giàn dựng cho ngươi, chính là để ngươi bước ra bước này. Chấm cho ngươi mới là của ngươi, chấm không cho ngươi, ngươi không được cướp. Truyền ý chỉ của chấm, Nhị Hoàng tử Chu Vũ bất nghĩa phản loạn, đưa vào ngục, đợi mùa thu xử trảm. Diêu tướng hỗ trợ Chu Vũ làm loạn, lấy cớ xử lý hậu sự, không được nhúng tay vào triều chính. Lệ Phi bị trục xuất khỏi hậu cung, ban cho khăn trắng 3 thước tử vẫn. Thái tử Chu Chư Hoa chính trực yêu dân, đức tài vẹn toàn, đảm đương đại nhiệm quốc sự. Bình Nam Vương Thế Tử Từ Kế Bình văn giỏi võ lược, hữu dũng hữu mưu. Từ nay trở đi đảm nhiệm việc tuyển chọn người tài, là thừa tướng cùng, giúp đỡ thái tử trị quốc, can dự vào nhiều việc quan trọng của đất nước.